Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 74. Sẽ không. Khoảng thời gian này Diệp Huyên không rời khỏi nhà Trúc, hắn vẫn luôn đi theo Trần Thời Nhất. Trong viện Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hắn đang điên cuồng nuốt chửng kiếm. Muốn đột phá tạo cực. Phía trên vị chi là tạo cực, trên tạo cực là địa tiên, trên địa tiên là mệnh cảnh, trên mệnh cảnh là phá mệnh, cầu đạo, nhập đạo, phá đạo và diệt đạo trong truyền thuyết. Trước mắt, phá đạo cảnh này có thể nói là cảnh giới cao nhất của vũ trụ tứ duy. Còn về diệt đạo, có lẽ có, cũng có lẽ là không. Dù là có hay không, điều hắn phải làm bây giờ là đạt tới cảnh giới phá mệnh. Không đúng, tốt nhất là đạt tới cầu đạo hoặc nhập đạo. Cách Diệp Huyên không xa là Trần Thời Nhất, ông ta cũng khá ngạc nhiên vì Diệp Huyên không rời đi, hắn còn hoàn toàn xem đây là nhà mình nữa. Mà khoảng thời gian này, ông ta vẫn luôn quan sát Diệp Huyên, ông ta cũng muốn biết rốt cuộc bảo vật đó có ở trong tay Diệp Huyên không. Nếu thật sự ở trong tay Diệp Huyên, vậy đồng nghĩa với việc Diệp Huyên chia rẽ lưỡng giới thiên và kiếm tông, khi đó thì Diệp Huyên chết chắc. Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, ông ta cảm thấy có lẽ bảo vật đó thật sự không có trong tay Diệp Huyên nữa. Nếu ở trong tay Diệp Huyên, chắc chắn hắn không dám ở trước mặt ông ta. Trần Thời Nhất rời mắt đi, lúc này, Lý Hợp đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Lý Hợp trầm giọng nói, kiếm tông hành động rồi. Trần Thời Nhất gật nhẹ đầu, có bao nhiêu người đến? Lý Hợp lắc đầu, tạm thời không rõ. Lý Hợp nhìn về phía Trần Thời Nhất, Trần Thời Nhất trầm giọng nói, không tra ra, chỉ biết là có kiếm tu chạy đến lưỡng giới thiên chúng ta thôi. Trần Thời Nhất im lặng một lát rồi nói, bảo người của chúng ta chuẩn bị. Lý Hợp nói, thật sự phải liều mạng với kiếm tông sao? Trần Thời Nhất nhẹ giọng nói, sau khi chúng ta giết người của kiếm tông thì chuyện này đã không thể kết thúc được rồi. Lý Hợp thắc mắc, rốt cuộc bảo vật ngũ duy đó có ở trong tay kiếm tông không? Bây giờ, điều cao thủ lưỡng giới thiên quan tâm nhất cũng không phải kiếm tông, mà là bảo vật ngũ duy này. Rốt cuộc bảo vật ngũ duy này có ở kiếm tông không? Không ai có thể khẳng định cả. Mà kiếm tông cũng đang nghĩ, rốt cuộc bảo vật ngũ duy này có ở trong tay cao thủ lưỡng giới thiên không? Đương nhiên bây giờ cũng không quan trọng. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại là mấy cao thủ kiếm tu của kiếm tông đã chết ở lưỡng giới thiên. Nếu kiếm tông không làm gì, danh dự vô số năm qua của kiếm tông cũng sẽ mất hết. Trần Thời Nhất đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên đang còn tu luyện ở cách đó không xa, Diệp Tiểu Hữu, có lẽ người của kiếm tông sắp đến rồi. Cậu nghĩ sao? Diệp Huyên mở mắt nhìn về phía Trần Thời Nhất, hắn im lặng một lát rồi nói, vậy ta trốn nhé. Khóe miệng Lý Hợp khẽ giật, Diệp Tiểu Hữu, cậu cần gì phải sợ bọn họ chứ? Diệp Huyên khẽ thở dài, ta đơn độc một mình, sao có thể chống lại kiếm tông? Thật ra ta không sợ chết, ta chỉ sợ phải gánh tội thay thôi. Kiếm tông này vẫn luôn nhấn mạnh là bảo vật ngũ duy đó vẫn còn ở trên người ta, thật quá độc ác. Trần Thời Nhất gật đầu, đúng là độc ác thật, Tiểu Hữu, cậu đến chỗ khác còn nguy hiểm hơn, không bằng cùng chúng ta đấu với kiếm tông, cậu thấy sao? Diệp Huyên muốn nói lại thôi. Trần Thời Nhất hỏi, sao vậy? Diệp Huyên cười khổ, ta yếu kém, sợ không giúp được gì, cũng không phải có ý từ chối, mà đó là sự thật, hiện tại ta mới chỉ là vị chi cảnh, dù có hai món ngoại vật nhưng chiến lực cũng có hạn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần Thời Nhất. Hai vị tiền bối, vãn bối có chuyện muốn nhờ. Trần Thời Nhất nhìn Diệp Huyên, chuyện gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, bây giờ ta là vị chi cảnh, chỉ còn cách tạo cực một chút, nhưng còn cần hai thanh kiếm tốt, không biết hai vị tiền bối có thể giúp vãn bối không? Nếu đột phá, ta nhất định sẽ liều mạng, cùng tiến cùng lùi với các vị. Trần Thời Nhất và Lý Hợp nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Một lát sau, Lý Hợp truyền âm cho Trần Thời Nhất. Người này rất có tiềm lực, chiến lực cũng rất mạnh, không bằng giúp hắn một lần, cũng coi như kết thiện duyên, được chứ? Trần Thời Nhất gật đầu. Chỉ cần tháp giới ngục không ở trong tay Diệp Huyên, lưỡng giới thiên và Diệp Huyên cũng không có mâu thuẫn gì. Nếu đã không có mâu thuẫn không thể giải quyết gì, thì đương nhiên có thể kết giao, vì Diệp Huyên đáng để bọn họ kết giao. Lý Hợp nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta búng ngón tay. Một thanh cổ kiếm màu đen bay đến trước mặt Diệp Huyên, kiếm này là năm đó ta tình cờ lấy được, nhưng ta không phải kiếm tu, vì thế vẫn luôn không sử dụng,
hôm nay tặng cho tiểu hữu. Diệp Huyên nhận lấy cổ kiếm. Kiếm tốt. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Hắn không biết kiếm này có cấp bậc gì, nhưng chắc chắn không thấp, đương nhiên chắc chắn là kém hơn kiếm chấn hồn và kiếm thiên chu của hắn một chút, nhưng muốn cắn nuốt nó chắc chắn là thích hợp nhất. Lúc này, Trần Thời Nhất cũng lên tiếng, ta cũng tặng cậu một thứ. Dứt lời, một thanh kiếm bay đến trước mặt Diệp Huyên. Thanh kiếm dài hơn 4 mét, có màu xanh thẳm, trên mũi kiếm thiếu một góc nhỏ, cả thanh kiếm tản ra kiếm quang nhàn nhạt, như muốn đâm về phía người khác. Kiếm tốt. Mắt Diệp Huyên sáng lên, thanh kiếm này còn tốt hơn thanh kiếm Lý Hợp cho hắn nữa. Diệp Huyên nhận hai thanh kiếm, sau đó hành lễ với hai người, cảm ơn hai vị tiền bối. Dứt lời, hắn im lặng một lát rồi nói tiếp, ta cần bế quan một lát, không lâu lắm đâu. Trần Thời Nhất cười ha ha, không sao. Diệp Huyên lại hành lễ một lần nữa, sau đó lui sang một bên, bắt đầu nuốt chửng kiếm. Hai người Trần Thời Nhất rời đi. Ở nơi nào đó trong tinh không bên ngoài lưỡng giới thiên, một ông lão đột nhiên xuất hiện, tay trái ông lão cầm một thanh kiếm, mà bên hông ông ta còn treo một thanh kiếm khác. Vóc người ông lão hơi gầy, tóc búi cao, trông rất có tinh thần. Ông lão này chính là trưởng lão hộ tông của kiếm tông Độ Kiếm. Địa vị có thể xếp vào 5 vị trí đầu ở kiếm tông. Mà phía sau Độ Kiếm này còn có 7 người, 6 nam 1 nữ, ai cũng đeo trường kiếm, ánh mắt sắc bén như đao. Tổng cộng chỉ có 8 người. Mà 8 người này đều là người của hộ tông đường của kiếm tông. Hộ tông đường chính là một thanh kiếm sắc bén để đối ngoại của kiếm tông. Lần này kiếm tông cho người của hộ tông đường ra mặt rõ ràng là nghiêm túc rồi. Độ Kiếm nhìn về phía lưỡng giới thiên, chuyện này chắc chắn là có người đang giá họa cho kiếm tông ta, mà kẻ đáng ngờ nhất chính là Diệp Huyên kia. Một người đàn ông ở sau lưng Độ Kiếm trầm giọng nói, nhưng kiếm tu kia chỉ là vị chi cảnh. Độ Kiếm lạnh nhạt nhắc nhở, nhưng người đừng quên, hắn đã từng vượt cấp giết chết vô số người, hơn nữa dường như bảo vật ngũ duy kia còn nhận hắn làm chủ. Nếu hắn phối hợp với bảo vật ngũ duy kia thì thật sự có thể im hơi lặng tiếng mang nó đi, sau đó giá họa cho kiếm tông, vì hắn là kiếm tu. Độ Tôn Đường nói đúng. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Người đó chính là Khương Khởi. Khương Khởi đi tới bên cạnh Độ Kiếm, Diệp Huyên này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, người này quỷ kế đa đoan, lần này hắn cố ý mang bảo vật ngũ duy kia đến lưỡng giới thiên chắc chắn là muốn lợi dụng cao thủ của lưỡng giới thiên chống lại kiếm tông ta, còn hắn thì ngồi ngư ông đắc lợi. Nói đến đây, gã ta hơi khựng lại, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Độ Kiếm lạnh nhạt nói, cần gì chứng cứ? Kiếm của kiếm tông ta chính là chứng cứ. Tạm thời chưa nói đến Diệp Huyên, nếu lưỡng giới thiên dám giết người của kiếm tông ta thì phải khiến bọn họ trả giá thật đắt. Về phần có phải bị người ta giá họa hay không thì đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là người của kiếm tông ta bị giết rồi. Người của kiếm tông bị giết rồi. Khương Khởi im lặng. Gã ta biết dù giữa kiếm tông và lưỡng giới thiên có hiểu lầm gì thì cũng không thể vãn hồi và giải hòa nữa rồi. Người của kiếm tông chết rồi. Độ Kiếm chợt cất lời, giết. Dứt lời, thanh kiếm bên hông ông ta chợt bay ra, chém thẳng về phía lưỡng giới thiên ở xa xa. Kiếm chém rách không trung, cắt đứt mọi thứ. Lúc thanh kiếm này muốn chém vào lưỡng giới thiên, một nắm đấm hư ảo dài đến trăm trượng đột nhiên xé rách không gian lao ra từ trong lưỡng giới thiên về phía thanh kiếm kia. Chân trời không ngừng rung động, thanh kiếm thoáng chốc bay về trước mặt Độ Kiếm, còn nắm đấm hư ảo thì lập tức tan biến. Lúc này, Trần Thời Nhất xuất hiện trước mặt đám người Độ Kiếm, sau lưng ông ta còn có 16 người. Đều là cao thủ hàng đầu của lưỡng giới thiên. Dù đối mặt với kiếm tông, trong mắt những người này cũng không hề có vẻ sợ hãi. Người có thể đi đến lưỡng giới thiên vốn vô cùng kiêu ngạo, bọn họ cần sợ hãi người khác ư. Độ Kiếm của kiếm tông nhìn Trần Thời Nhất, ông ta không nói một lời, nhẹ nhàng nhấc ngón tay trái. Ong! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, một khắc sau, một tia kiếm quang chém đến trước mặt Trần Thời Nhất. Mà lúc này, trong tay Trần Thời Nhất không biết xuất hiện thêm một thanh đao từ bao giờ, một khắc sau, ông ta bổ đao về phía trước, phá. Oanh! Một đao chém xuống, thanh kiếm kia lập tức bay về trước mặt Độ Kiếm, thanh kiếm không ngừng rung lên, như đang phải chịu lực lượng vô cùng to lớn. Đao tu!
Độ kiếm nhìn Trần Thời Nhất, xem ra có hơi xem thường các người quá rồi. Trần Thời Nhất cười nói, mấy năm nay kiếm tông gần như không đặt chân đến thế tục, trong mắt các ngươi địa vị cao cả, có thể khinh thường tất cả mọi người, đáng tiếc các ngươi quá xem thường lưỡng giới thiên ta. Vũ trụ tứ duy này không phải do kiếm tông các ngươi định đoạt. Độ kiếm cười nhạt, vậy à? Trần Thời Nhất càng cười tươi hơn, không tin thì chúng ta thử xem. Độ kiếm đáp, thử thì thử, giết. Dứt lời, ông ta lập tức lao lên. Ong! Một tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Đám người Khương Khởi sau lưng ông ta cũng xông ra ngoài. Tám tia kiếm quang cắt đứt trường không, chém thẳng về phía đám người Trần Thời Nhất. Trần Thời Nhất nhẹ giọng nói, không thể khinh thường. Dứt lời, ông ta dậm nhẹ chân phải, vung trường đao trong tay lên, một tia đao quang chém ra. Ầm ầm. Chẳng mấy chốc, một trận đại chiến diễn ra trong chân trời. Nhưng vừa mới giao thủ một lát, bên phía lưỡng giới thiên đã bị tám người của kiếm tông áp đảo. Dù kiếm tông chỉ có tám người, ít hơn bên phía lưỡng giới thiên một nửa, nhưng chiến lực của tám người này lại mạnh đến mức có hơi đáng sợ, một đấu hai chẳng những không rơi vào thế yếu mà còn có thể áp chế ngược lại nữa. Nhưng những cao thủ của lưỡng giới thiên cũng không dễ bắt nạt. Dù bị áp đảo nhưng cao thủ kiếm tông muốn giết chết bọn họ cũng không phải chuyện đơn giản. Bên kia, hai cô gái theo dõi chiến trường. Hai người này chính là Chu Tà Nhi và Viên Tiểu Đao. Chu Tà Nhi đã bảo tất cả cao thủ của thần điện trở về thần điện, vũng nước đục này, thần điện sẽ không dây vào nữa. Vì bây giờ quá phức tạp. Viên Tiểu Đao đột nhiên nói, lưỡng bại câu thương. Chu Tà Nhi yên lặng. Sau trận chiến này, dù là kiếm tông hay lưỡng giới thiên cũng đều sẽ tổn thất rất lớn. Nếu từ đầu kiếm tông đã áp đảo lưỡng giới thiên thì chắc chắn sẽ tổn thất ít hơn, nhưng vấn đề là kiếm tông không có năng lực trực tiếp áp đảo lưỡng giới thiên. Kiếm tông hơi đánh giá thấp lưỡng giới thiên rồi. Hơn nữa thực lực của lưỡng giới thiên cũng không chỉ có như thế, có điều vài người cũng chỉ chọn quan sát chứ không ra tay. Nếu kiếm tông thật sự muốn hủy diệt toàn bộ lưỡng giới tông, khi đó chắc chắn những người đang ẩn mình sẽ ra tay. Vì lưỡng giới thiên có lối đi đến vũ trụ ngũ duy, mà lối đi này là do vô số cao thủ của lưỡng giới thiên dùng mạng mở ra. Nếu đổi nơi khác, thì còn ai có thể mở ra được nữa? Viên Tiểu Đao nhẹ giọng nói, kiếm tông mắc phải hai sai lầm. Sai lầm thứ nhất là không nên nhằm vào tất cả mọi người của lưỡng giới thiên. Sai lầm thứ hai là bọn họ khinh thường lưỡng giới thiên. Chu Tà Nhi đột nhiên nói, còn một sai lầm nữa. Viên Tiểu Đao nhìn về phía Chu Tà Nhi nhẹ giọng nói, bọn họ không nên khinh thường Diệp Huyên kia. Diệp Huyên, Viên Tiểu Đao im lặng. À ta cũng từng đánh nhau với Diệp Huyên rất nhiều lần, kiếm tu này hoàn toàn khác những kiếm tu khác, quỷ kế đa đoan. Muốn đối phó với Diệp Huyên chỉ có một cách, đó là giết chết hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Người khác không biết, nhưng ả ta biết chắc chắn bảo vật đó vẫn còn ở trong tay Diệp Huyên. Chu Tà Nhi đột nhiên nói, cô cảm thấy chuyện này sẽ kết thúc thế nào? Viên Tiểu Đao nhìn về phía cách đó không xa, nếu hai bên tiếp tục đánh như thế, cuối cùng chắc chắn là hai bên cùng có hại, hai bên đều không chịu nổi, dù là kiếm tông, nếu chín người này bỏ mạng ở đây, chắc chắn kiếm tông sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng bây giờ đã đến mức này rồi. Muốn dừng lại là hoàn toàn không có khả năng, dù sao kiếm tông cũng có mấy kiếm tu bị người của lưỡng giới thiên giết chết. Lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên nói, cô nghĩ bây giờ Diệp Huyên đang làm gì? Viên Tiểu Đao lạnh nhạt đáp, chắc chắn bây giờ hắn đang cười trộm. Chu Tà Nhi cười lắc đầu, cái tên này. Trong lúc cao thủ của lưỡng giới thiên đại chiến với kiếm tông, Diệp Huyên đang đột phá tạo cực cảnh. Bây giờ hắn rất ung dung. Vì không có ai đến làm phiền hắn cả. Sau khi lấy được hai thanh kiếm Trần Thời Nhất và Lý Hợp cho hắn, hắn lập tức nuốt chửng ngay, sau khi nuốt chửng một thanh kiếm trong đó, hơi thở của hắn bắt đầu không ngừng tăng vọt, bây giờ hắn đang cách tạo cực cảnh ngày càng gần. Cứ thế khoảng hai canh giờ sau, Diệp Huyên lại cắn nuốt một thanh kiếm nữa. Oanh! Một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên dâng lên từ trong người, cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cũng tản ra từ trong người. Hơi thở quanh người hắn ngày càng lớn mạnh hơn, một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra. Ong! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên,
Hai tia kiếm quang tựa như tia chớp lóe lên trong mắt Diệp Huyên, lúc này, hai luồng kiếm ý quanh người hắn cũng lan tràn ra bốn phía. Diệp Huyên mở tay trái ra, kiếm ý xung quanh lập tức biến mất, cùng lúc đó, trong lòng bàn tay hắn có thêm một thanh kiếm trắng đen ngưng tụ từ kiếm ý. Tạo cực cảnh. Bây giờ, sau khi nuốt chửng hai thanh kiếm kia, hắn đã lập tức từ vị chi cảnh thăng lên tạo cực cảnh. Bây giờ hắn là tạo cực cảnh, thân thể tạo cực, kiếm đạo phá cảnh. Bây giờ gặp cao thủ phá mệnh cảnh, hắn cũng có thể đấu một trận. Vì hắn còn có kiếm thiên chu và trảm tiên kiếm hồ. Cảnh giới không đủ thì còn có trang bị. Diệp Huyên cúi đầu nhìn kiếm trắng đen trong tay, hơi nhếch môi, đi giết người thôi. Dứt lời, hắn lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Bên ngoài lưỡng giới thiên, cao thủ lưỡng giới thiên vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt với kiếm tông. Lúc này phe lưỡng giới thiên đã có người chết. Nhưng phe kiếm tông chưa có một ai ngã xuống. Lưỡng giới thiên hoàn toàn rơi vào thế yếu. Áp đảo. Cùng một cảnh giới nhưng sức chiến đấu của kiếm tu không phải cao thủ bình thường có thể so sánh. Ngay cả siêu cao thủ tài năng xuất chúng như Trần Thời Nhất cũng phải cố hết sức khi đối đầu với độ kiếm của kiếm tông. Xoẹt. Vào lúc này, lại có thêm một cái đầu chảy máu đầm đìa văng ra ngoài. Cao thủ lưỡng giới thiên. Lúc này phe lưỡng giới thiên đã chết mất ba người. Trên không trung, vẻ mặt Trần Thời Nhất dần trở nên u ám. Bởi vì hiện tại hoàn cảnh của phe ông ta không ổn chút nào. Đúng lúc này, ở phía xa bỗng vọng lại một tiếng kiếm reo, Trần Thời Nhất quay phát đầu lại. Cách đó không xa, đầu một tên kiếm tu của kiếm tông văng ra ngoài. Xoẹt, máu phun như suối. Tất cả mọi người sững sờ. Ai giết? Bởi vì sau khi tên kiếm tu kia bị giết, không ai nhìn thấy người ra tay. Các cao thủ kiếm tông đều dừng lại, trên mặt là vẻ cảnh giác. Độ kiếm nhìn bốn phía, trong mắt đầy lạnh lẽo, là ai? Khương Khởi bên cạnh độ kiếm trầm giọng lên tiếng, có thể là Diệp Huyên, người này biết một môn kiếm kỹ đặc biệt. Sau khi thi triển kiếm kỹ này, hắn sẽ ẩn thân, gì cũng không phát hiện được. Diệp Huyên. Độ kiếm nhìn lướt qua chung quanh, sau đó kiếm ý của ông ta giăng ra như một tấm lưới, nhưng ông ta vẫn không phát hiện Diệp Huyên. Diệp Huyên như không hề tồn tại. Độ kiếm sầm mặt lại. Đây là kiếm tu, phải là sát thủ mới đúng. Ở phía xa, Trần Thời Nhất thầm thở phào nhẹ nhõm, ông ta biết là Diệp Huyên ra tay. Lúc này ông ta cũng hơi kinh hãi, không ngờ Diệp Huyên có thể giết người trong một chiêu. Mặc dù vừa rồi hắn đánh lén, tung chiêu bất ngờ nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Phải biết rằng bảy người đằng sau độ kiếm ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc mệnh cảnh đỉnh cao. Không chỉ vậy, thậm chí những người này có thể đánh nhau với phá mệnh cảnh. Nhưng họ lại bị Diệp Huyên giết chỉ bằng một nhát kiếm. Thực lực này không phải đáng sợ bình thường. May mà Diệp Huyên là người của phe lưỡng giới thiên. Lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu ông ta, ra tay. Giọng của Diệp Huyên. Trần Thời Nhất nhìn lướt qua bốn phía, ngay sau đó ông ta hét lên, ra tay. Dứt lời, ông ta lao thẳng về phía độ kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ta biết bây giờ có Diệp Huyên đang âm thầm trợ giúp, đây là một cơ hội cho phe lưỡng giới thiên. Trần Thời Nhất vừa ra tay, những cao thủ lưỡng giới thiên đằng sau ông ta cũng lần lượt xông lên. Ở phía xa, độ kiếm nheo mắt lại, cẩn thận Diệp Huyên đang ẩn nấp. Nói xong, ông ta đột nhiên rút kiếm bên hông. Keng! Tiếng kiếm reo chấn động chân trời, ngay sau đó một tia kiếm quang cắt ngang bầu trời, chém thẳng về phía Trần Thời Nhất. Hai bên lại đánh nhau. Nhưng lần này cao thủ phe kiếm tông không thể áp đảo đám người Trần Thời Nhất nữa. Bởi vì họ phải dành ra một phần tinh lực để đối phó Diệp Huyên. Diệp Huyên đang âm thầm theo dõi. Sau khoảng một canh giờ, bỗng nhiên có một tiếng kiếm reo vang vọng. Khi âm thanh này vang lên, một tên kiếm tu của kiếm tông đột nhiên biến sắc, gã quay phắt lại, trường kiếm trong tay chặn ngang. Lúc này, một thanh kiếm vừa lúc chém vào thân kiếm của gã. Soạt, thanh kiếm trong tay gã lập tức bị kiếm của Diệp Huyên chặt đứt. Ngay sau đó kiếm thiên chu chém xuống từ trên đỉnh đầu tên kiếm tu này. Xoẹt. Thân thể gã bị chém thành hai nửa. Linh hồn của gã vừa định chạy trốn, nhưng sau đó có một lực lượng bí ẩn hấp thu hồn phách của gã.
Kiếm chấn hồn. Kiếm thiên chu nhằm vào thân thể, kiếm chấn hồn nhằm vào linh hồn. Khi linh hồn của tên kiếm tu này bị hấp thu, Diệp Huyên lập tức biến mất không còn tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện. Tên kiếm tu này vừa biến mất, những cao thủ kiếm tông còn lại đều biến sắc. Lại một chiêu một mạng người. Quá đáng sợ. Lúc này, độ kiếm quyết đoán ra lệnh, rút lui. Dứt lời, đám người kiếm tông vội vàng rút lui. Sau một lúc do dự, cuối cùng Trần Thời Nhất vẫn không chọn đuổi theo. Bởi vì phe lưỡng giới thiên cũng đã tổn thất nặng nề, nếu đuổi theo sẽ thật sự ngọc nát đá tan. Không đáng. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh Trần Thời Nhất. Diệp Huyên trầm giọng, ta cảm ứng thử xem bảo vật ngũ duy có nằm trong tay họ không. Trần Thời Nhất ngẩn ra, sau đó nhanh chóng gật đầu, được. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó đột nhiên đưa tay phải ra trước rồi siết chặt. Trong nháy mắt, không gian ở phía trước độ kiếm khẽ chấn động, tiếp đến có một tòa tháp nhỏ hư ảo xuất hiện trước mặt gã. Diệp Huyên mở bừng mắt ra, ở trong tay hắn, giết hắn. Ở phía xa, độ kiếm ngây người nhìn tháp giới ngục đột nhiên xuất hiện. Sao bảo vật ngũ duy lại tự nhiên xuất hiện ở đây? Ông ta không nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy tháp giới ngục, rút lui. Nhưng vào lúc này, Trần Thời Nhất bất chợt hét lên từ nơi xa cản họ lại. Dứt lời, ông ta xông thẳng về trước. Vốn dĩ ông ta không muốn đuổi theo đám người độ kiếm vì không đáng phải ngọc nát đá tan, nhưng lúc này thì đáng. Bởi vì món bảo vật ngũ duy kia đang nằm trong tay độ kiếm. Giờ phút này, cả đám Trần Thời Nhất điên cuồng đuổi theo đám người độ kiếm như những kẻ điên. Còn Diệp Huyên thì lặng lẽ biến mất, bắt đầu ẩn thân. Ở phía xa, Chu Tà Nhi trầm giọng, món bảo vật kia ở trong tay kiếm tông. Viên tiểu đao lắc đầu, nếu nó thực sự ở trong tay họ thì ban nãy độ kiếm sẽ không kinh ngạc như vậy. Hơn nữa, sự xuất hiện của thứ này khá kỳ quái. Diệp Huyên, Chu Tà Nhi tiếp lời, chắc chắn tên này đã giở trò quỷ. Viên tiểu đao nhẹ giọng, hắn muốn dồn kiếm tông vào chỗ chết đây mà. Chấm chấm chấm. Cuối nơi xa, đám người Trần Thời Nhất đang chạy như điên, nhưng khoảng cách giữa họ với đám người kiếm tông ngày càng xa. Vì nếu cao thủ như mấy người độ kiếm không muốn đánh nhau, người khác rất khó giữ họ lại. Khi đám người kiếm tông sắp biến mất hoàn toàn, bỗng có một uy áp mạnh mẽ bao trùm lấy họ. Lại có cao thủ lưỡng giới thiên ra tay. Trong lưỡng giới thiên không chỉ có đám người Trần Thời Nhất mà còn những cao thủ khác, sở dĩ trước đó họ không ra tay là vì họ không xác định món bảo vật kia có nằm trong tay kiếm tông hay không. Nhưng giờ họ đã xác định. Do đó, họ không ngồi yên. Vì một khi để đám người độ kiếm đem bảo vật ngũ duy về kiếm tông, lúc đó dù có muốn lấy cũng khó như lên trời. Sau khi luồng uy áp mạnh mẽ kia xuất hiện, độ kiếm dẫn đầu lập tức biến sắc. Ông ta xòe tay phải ra, món bảo vật ngũ duy xuất hiện trên lòng bàn tay gã. Nhìn món bảo vật trong tay, vẻ mặt của ông ta hơi phức tạp. Bảo vật ngũ duy. Đây là một món bảo vật có thể giúp người ta đến ngũ duy. Sau giây lát yên lặng, độ kiếm đột nhiên nhìn sang Khương Khởi ở bên cạnh, đem nó về kiếm tông. Khương Khởi đang định trả lời, lúc này tháp giới ngục bay tới trước mặt gã ta. Độ kiếm hét lên, các ngươi đi đi, về kiếm tông. Dứt lời, ông ta quay lại nhìn về phía đám người Trần Thời Nhất đã chạy tới, cười dữ tợn, vậy thì tới đi. Nói xong, thanh kiếm trong tay ông ta run rẩy dữ dội, ngay sau đó một tia kiếm quang bay ra. Khi độ kiếm ra tay, đám người Khương Khởi quyết đoán rời đi. Họ biết độ kiếm muốn giữ chân đám người Trần Thời Nhất để kéo dài thời gian cho họ. Việc khẩn cấp trước mắt của họ là đem món bảo vật ngũ duy này về kiếm tông. Khi đám người Khương Khởi đang định đi, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, ông ta lạnh lùng nhìn họ, muốn về ư. Hỏi xong, ông ta đang định ra tay thì độ kiếm cách đó không xa đột nhiên biến thành một tia kiếm quang. Chém thẳng về phía ông lão này. Ông ta nheo mắt lại, đấm mạnh một cú. Cú đấm này khiến cho độ kiếm phải lùi lại chỗ cũ, lúc này đám người Trần Thời Nhất đã bao vây đám người Khương Khởi. Thấy thế, cả đám độ kiếm đều sa sầm mặt. Không đi được. Lúc này, độ kiếm đột nhiên dùng huyền khí truyền âm cho đám người kiếm tông. Một khắc nữa, cao thủ kiếm tông ta sẽ đến, chúng ta nhất định phải kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian.
Độ Kiếm nhìn Trần Thời Nhất, nói chuyện chứ? Trần Thời Nhất đang định trả lời, một giọng nói chợt vang lên trong đầu ông ta, chắc chắn họ muốn kéo dài thời gian, nếu đoán không lầm thì cao thủ kiếm tông đang trên đường đến, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Giọng của Diệp Huyên. Nghe Diệp Huyên nói vậy, Trần Thời Nhất nhìn Độ Kiếm, hắn muốn kéo dài thời gian, các vị phải đánh nhanh thắng nhanh. Trước hết cứ giữ thứ này ở lưỡng giới thiên, còn việc nó thuộc về ai, chúng ta sẽ bàn sau. Nói xong, ông ta lao thẳng về trước. Kéo dài thời gian. Nghe vậy, tất cả các cao thủ lưỡng giới thiên hoàn hồn, họ lập tức xông lên. Nhất định phải giải quyết hết đám người Độ Kiếm trước khi cao thủ kiếm tông đến. Lần này cao thủ lưỡng giới thiên có thể nói là liều mạng. Không chỉ vậy, chung quanh ngày càng có nhiều cao thủ gia nhập. Tất cả cao thủ lưỡng giới thiên đều biết, nếu không giết được đám người Độ Kiếm, bảo vật ngũ duy sẽ thực sự rơi vào tay kiếm tông. Một khi nó rơi vào tay kiếm tông, lúc đó họ sẽ không bao giờ lấy lại được. Nhất định phải giữ nó lại lưỡng giới thiên. Bây giờ là cuộc đối đầu giữa lưỡng giới thiên và kiếm tông. Khi càng lúc càng nhiều cao thủ lưỡng giới thiên ra tay, hoàn cảnh của đám người Độ Kiếm cũng càng lúc càng gay gâu. Lúc này, chỉ trong tích tắc lại có thêm cao thủ kiếm tông ngã xuống. Độ Kiếm dẫn đầu thì bị 6 siêu cao thủ vây công, trên người đã có nhiều vết thương. Bây giờ ông ta sắp không kiên trì được nữa, không chỉ ông ta, đám người Khương Khởi phía sau ông ta cũng tương tự. Độ Kiếm nhìn bốn phía, lúc này ông ta biết, nếu không đợi được viện binh của kiếm tông đến, tất cả họ sẽ chôn mình tại đây. Bởi vì hiện tại có khoảng 27 siêu cao thủ vây công họ, những người này thấp nhất cũng là cao thủ mệnh cảnh. Kiếm tông đã coi thường lưỡng giới thiên. Nơi này không yếu như họ tưởng. Sau giây lát yên lặng, Độ Kiếm đột nhiên rút kiếm đâm vào ngực mình, hét lên, hộ tông đường, tế kiếm. Dứt lời, một lực lượng mạnh mẽ cuộn trào ra từ trong cơ thể ông ta, nhưng gần như cùng lúc đó, sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch như tờ giấy trắng, không có chút máu. Tế kiếm. Lấy thân tế kiếm. Đây là tuyệt chiêu của kiếm tông, chiêu thức đồng quy vu tận. Không chỉ Độ Kiếm, mấy tên kiếm tu hộ tông đường sau lưng ông ta cũng chọn tế kiếm. Nhìn thấy cảnh này, đám người Trần Thời Nhất lập tức biến sắc. Vô số kiếm quang bắn ra từ trong cơ thể Độ Kiếm và những kiếm tu sau lưng ông ta. Trong phút chốc, chân trời trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức bị kiếm quang bao trùm. Cùng lúc đó, tiếng gào thét giận dữ của Độ Kiếm vang vọng, rút lui. Nghe Độ Kiếm nói, Khương Khởi quay lưng rời đi không chút do dự. Dứt lời, gã ta xoay người ngự kiếm bay lên cao, nháy mắt đã biến mất ở phía xa chân trời. Cao thủ lưỡng giới thiên muốn đuổi theo nhưng lại bị vô số kiếm quang cản trở. Sau khi đám người Độ Kiếm tế kiếm, thực lực của họ mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Do đó, cao thủ lưỡng giới thiên hoàn toàn không dám sơ suất khi đối mặt với những kiếm quang này, tất cả đều lùi lại. Chỉ trong tích tắc, đám người Khương Khởi đã biến mất ở cuối chân trời bao la. Một lát sau, mọi thứ trở lại bình thường. Lúc này đám người Khương Khởi đã biến mất. Thấy vậy, vẻ mặt của đám người Trần Thời Nhất trở nên cực kỳ khó coi. Chạy rồi. Khương Khởi chạy mất rồi. Vẻ mặt Trần Thời Nhất u ám đến đáng sợ. Một khi bảo vật ngũ duy được đem về kiếm tông, nếu họ muốn giành lại thì khó như lên trời. Mặc dù lưỡng giới thiên không sợ kiếm tông, nhưng nếu muốn diệt kiếm tông, trừ phi tất cả cao thủ lưỡng giới thiên liên minh lại. Dù tất cả cao thủ lưỡng giới thiên liên minh, muốn diệt kiếm tông cũng không có hy vọng quá lớn. Nét mặt của mọi người đều hơi tối tăm. Lúc này Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh Trần Thời Nhất, hắn nhìn về phía cuối chân trời xa xa, nhẹ giọng, một khi để kiếm tông nắm giữ bảo vật, lúc đó chúng ta. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người đều trở nên hơi khó coi. Bảo vật ngũ duy. Một khi để kiếm tông nắm giữ bảo vật này, hậu quả sẽ khó lường được. Trần Thời Nhất nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, thứ này không chỉ là chìa khóa để đến ngũ duy phải không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên, sức sát thương của thứ này cực mạnh. Nếu nó bị họ khống chế, với thực lực của họ thôi động tháp này, có thể nói hủy diệt lưỡng giới thiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau một lát im lặng, Trần Thời Nhất chợt lên tiếng, các vị hẳn biết rõ hoàn cảnh của chúng ta bây giờ. Nếu không liên minh, chúng ta sẽ không thể nào chống lại kiếm tông. Lúc này,
một ông lão cách đó không xa tiếp lời, liên lạc tất cả cao thủ lưỡng giới thiên. Trần Thời Nhất gật đầu, Nguyên lão nói rất đúng, bây giờ chúng ta phải liên minh tất cả cao thủ lưỡng giới thiên lại. Nói tới đây, ông ta như nghĩ đến điều gì đó, bèn nhìn Diệp Huyên, Tiểu Hữu, cậu vừa giết hai người của Kiếm Tông, họ nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu, nên cậu hãy ở lại đây đối kháng Kiếm Tông cùng chúng ta, thế nào? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Họ rất coi trọng Diệp Huyên. Bởi vì vừa rồi hắn đã giết hai cao thủ Kiếm Tông chỉ bằng một chiêu. Có thực lực mới được tôn trọng. Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, được. Thấy Diệp Huyên đồng ý, Trần Thời Nhất mỉm cười, như vậy rất tốt. Một lát sau, mọi người rời đi. Diệp Huyên nhìn phía cuối tinh không xa xăm, khóe miệng khẽ cong lên, không nói lời nào. Chấm chấm chấm. Ở phía cuối tinh không xa xôi, Khương Khởi mang tháp giới ngục chạy như bay, việc gã cần làm bây giờ là đem bảo vật ngũ duy này về Kiếm Tông. Nhưng lúc này, gã ta đột nhiên dừng lại, gã nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trong tay, nó bỗng nhiên phát nổ, tháp giới ngục bay ra ngoài. Mặt Khương Khởi lập tức biến sắc, gã ta chụp lấy tháp giới ngục, vô số kiếm ý và kiếm quang bao phủ tháp giới ngục. Tháp giới ngục chấn động kịch liệt, những kiếm quang và kiếm ý kia ngày càng hư ảo. Thấy thế, Khương Khởi thầm kinh hãi, gã ta biết tháp giới ngục muốn chạy trốn. Gã ta đang định ra tay, lúc này một lực lượng bí ẩn đột nhiên tỏa ra từ trong tháp giới ngục. Những kiếm quang và kiếm ý kia lập tức biến mất, cùng lúc đó, Khương Khởi lùi nhanh về sau gần 10.000 trượng. Sau khi gã ta dừng lại, tháp giới ngục đã biến mất. Thấy vậy, đầu óc Khương Khởi lập tức trống rỗng. Lúc này, ở phía chân trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một tia kiếm quang, ngay sau đó kiếm quang biến mất, lúc này có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Khương Khởi. Người đàn ông trung niên để tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt sáng, hai tay giấu dưới ống tay áo rộng thùng thình, toát lên khí chất nho nhã. Khương Khởi nhìn thấy người đàn ông trung niên này thì lập tức hoàn hồn, thi lễ tiểu sư thúc. Người này chính là Lý Trần Phong của Kiếm Tông. Cái tên này cũng không có tiếng tăm gì ở vũ trụ tứ duy, nhưng ở Kiếm Tông lại cực kỳ nổi tiếng, ông ta như một vị thần. Lý Trần Phong nhẹ giọng hỏi, đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra phải không? Khương Khởi gật đầu, sau đó kể lại chuyện vừa rồi. Nói xong, gã ta vẫn còn hơi căng thẳng, vì gã sợ Lý Trần Phong không tin. Lý Trần Phong nói, bị người khác tính kế. Nghe vậy, Khương Khởi lập tức thở phào. Lý Trần Phong tin gã. Khương Khởi trầm giọng, sự xuất hiện của thứ này quá kỳ quái, cách nó biến mất cũng quá lạ lùng, rốt cuộc là ai đang tính kế Kiếm Tông ta? Lý Trần Phong lắc đầu, trước hết tạm gác chuyện này. Lần này Kiếm Tông tổn thất nhiều người như vậy, chúng ta phải tính món nợ này với họ trước. Nói xong, ông ta lập tức biến thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời. Hướng đi chính là lưỡng giới thiên. Khương Khởi trần trừ một lát, sau đó vội vàng đi theo. Lưỡng giới thiên. Ngày này, một tia kiếm quang đột nhiên cắt ngang chân trời, nó chém thẳng vào lưỡng giới thiên, những nơi nó đi qua đều bị hủy diệt. Cùng lúc đó, trong lưỡng giới thiên, mấy cao thủ còn chưa kịp phản ứng đã bị tia kiếm quang này chém nát. Uy thế kiếm quang không gì đỡ nổi. Trong lưỡng giới thiên, vô số cao thủ kinh hãi. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ chọc trời đột nhiên thò ra từ tia kiếm quang này, nó siết chặt lấy tia kiếm quang, và sau một nháy yên lặng. Bàn tay khổng lồ vỡ vụn rồi biến thành hư vô, nhưng tia kiếm quang kia vẫn tồn tại. Kiếm quang tiếp tục bay ngang qua như muốn chém nát lưỡng giới thiên. Nhát kiếm này hướng thẳng vào lưỡng giới thiên. Lúc này, một ông lão gầy gò xuất hiện ở phía trước tia kiếm quang. Ông ta nhìn tia kiếm quang với vẻ mặt bình tĩnh. Khi nó tới trước mặt, ông ta đột nhiên gập ngón tay, trên đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng đen. Ngón tay ông ta lập tức chạm vào tia kiếm quang. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, ông lão gầy gò lập tức lùi lại gần 10.000 trượng. Nhưng tia kiếm quang đó không đứng yên tại chỗ, nó đột nhiên tản đi, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt ông lão. Người đến chính là Lý Trần Phong. Ông lão gầy gò nhìn Lý Trần Phong bằng ánh mắt nghiêm túc, bán bộ phàm cảnh. Lý Trần Phong mặt không cảm xúc, ông cũng không tệ lắm, có thể đỡ được một kiếm của ta. Ông lão gầy gò lạnh nhạt nói, nếu ngươi muốn báo thù thì e là vẫn chưa đủ.
Lý Trần Phong nhìn ông ta, thử không? Ông lão gật đầu, thử xem. Dứt lời, ông lão gầy gò đột nhiên biến mất tăm, sau đó có một ánh sáng đen lóe lên. Khi ông lão biến mất, Lý Trần Phong giẫm nhẹ chân phải, một tia kiếm quang bắn ra từ dưới chân ông ta. Ầm! Ở phía xa, ánh sáng đen bị buộc dừng lại tại chỗ. Cùng lúc đó, ông ta biến mất, kiếm quang cắt ngang trên không trung. Ầm ầm! Tiếng nổ vang dội, ông lão gầy gò trên không trung cũng lùi nhanh lại theo. Nhưng trong lúc lùi lại, một tia kiếm quang lóe đến giữa lông mày ông ta, trong mắt ông ta co rụt, hai tay chắp lại, ngay giữa hai tay ông ta là tia kiếm quang kia. Nhưng nó lập tức chém đứt hai tay ông lão gầy gò, ông ta sợ hãi, lập tức tránh sang bên cạnh. Xoẹt! Thân thể ông ta đã né sang bên cạnh, nhưng đầu của ông ta thì ở lại tại chỗ. Đầu ông lão hai mắt trợn to, trong mắt đầy khó tin, ông ta biết kiếm tu này rất mạnh, nhưng không ngờ người nọ lại mạnh đến mức này. Chung quanh yên tĩnh lại. Trong một chỗ ẩn nấp bên dưới, Diệp Huyên liếc nhìn Lý Trần Phong rồi quay đầu chạy, chẳng mấy chốc hắn đã biến mất tăm. Đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì chạy. Lúc này, Lý Trần Phong đột nhiên nhìn xuống dưới, một luồng kiếm ý giăng xuống bốn phía như một tấm lưới, dường như ông ta đang tìm ai đó. Một lát sau, ông ta nhíu mày, quay đầu sang nhìn Khương Khởi, Diệp Huyên còn ở giới này. Khương Khởi trả lời, chắc hắn còn ở đây. Lý Trần Phong khẽ gật đầu, ông ta lại dùng thần thức quét một lần nhưng vẫn không phát hiện Diệp Huyên. Lúc này Khương Khởi trầm giọng, chắc chắn tên này thấy tình hình không ổn nên chuồn rồi. Lý Trần Phong khẽ gật đầu, không sao, sau này sẽ tính sổ với hắn. Nói xong, ông ta nhìn xung quanh, sao vậy? Lưỡng giới thiên không có ai à? Dứt lời, ông ta vung nhẹ tay phải lên, ngay sau đó có vô số kiếm quang bay ra ngoài. Sau khi những tia kiếm quang này bay ra, chúng gặp ai là giết kẻ đó ngay. Trong đường giới thiên vô số cao thủ vội vàng hợp sức với nhau ngăn cản. Nhưng vẫn có người bị những kiếm quang này giết chết. Trong chỗ tối, viên tiểu đao bên cạnh Chu Tà Nhi lên tiếng, kiếm tông làm thật rồi. Chu Tà Nhi lạnh nhạt. Tổn thất nhiều người như vậy, không làm thật thì chính là ngu xuẩn. Viên tiểu đao cười, người này không phải mạnh bình thường đâu. Chu Tà Nhi nhìn viên tiểu đao, cô có phần thắng không? Viên tiểu đao lắc đầu, trình độ kiếm đạo của người này đã đạt đến bán bộ phàm cảnh, không phải ta có thể địch. Chu Tà Nhi hỏi, lưỡng giới thiên này. Viên tiểu đao bảo, đừng coi thường nơi này cũng có cao thủ rất mạnh. Viên tiểu đao vừa dứt lời thì có một ông lão bước chậm tới từ phía chân trời, những tia kiếm quang trong lưỡng giới thiên đột nhiên dừng lại, sau đó từ từ tan biến. Viên tiểu đao nhìn ông lão đó, đến rồi. Trên không trung, Lý Trần Phong cũng nhìn về phía ông lão. Ông ta mặc bộ trường bào màu lam đơn giản, lưng hơi còng, chống gậy đi hơi chậm, thỉnh thoảng còn ho khan. Lý Trần Phong nhìn ông lão, không nói lời nào. Ông lão nhìn Lý Trần Phong. Trong mắt có chút phức tạp, không hổ là người yêu nghiệt nhất kiếm tông trong nghìn năm qua. Người yêu nghiệt nhất kiếm tông trong nghìn năm qua. Lý Trần Phong cười, hình như các hạ biết ta. Ông lão cười đáp, ta không chỉ biết cậu mà còn biết sư phụ và sư huynh của cậu. Không biết bây giờ lão sư phụ chết bầm của cậu có còn sống không? Lý Trần Phong nhìn ông lão ai? Ông lão lắc đầu cười, một người sắp chết già. Một người sắp chết già. Ánh mắt những người khác đổ dồn vào ông lão vừa xuất hiện. Ngay cả người của lưỡng giới thiên cũng rất ít có ai từng gặp qua lão, vì vậy gần như không ai biết lão là ai. Ông lão nhìn Lý Trần Phong, kiếm tông tuy mạnh nhưng không thể tiêu diệt được lưỡng giới thiên, cho dù là sư phụ và sư huynh ngươi có đến cũng vậy. Lý Trần Phong mỉm cười, vậy sao? Ông lão gật đầu, đúng thế. Vừa dứt lời, bàn tay lão đã mở ra rồi nắm lại. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Lý Trần Phong bỗng rút kiếm với tốc độ kinh hoàng, vô số người có mặt không kịp phản ứng. Nào ngờ, gần như ngay lập tức, bốn bề quay trở lại bình tĩnh. Vẻ nghiêm trọng phủ lên gương mặt của tất cả mọi người. Trận đấu đã kết thúc. Viên tiểu đao cũng không khỏi đanh mặt lại, bởi thực lực của ông lão này nằm ngoài dự kiến của ả ta. Cầu đạo. Lý Trần Phong nhìn ông lão chăm chú, cuối cùng cũng có một kẻ ra hình ra dáng đến. Lời vừa dứt, ông ta khép ngón tay lại. Từ những đầu ngón tay,
một luồng kiếm quang mảnh như một sợi tơ, gần như không thể nhìn thấy phóng vút ra. Ông lão kia lại mở tay ra, nắm tay lại. Uỳnh! Không gian bốn bề chợt run lên kịch liệt kèm theo một tiếng rắc rất khẽ. Ông lão lui lại chừng hơn ngàn trượng, mà Lý Trần Phong tuy vẫn đứng tại chỗ nhưng sắc mặt đã nghiêm trọng hơn vài phần. Bởi vì kiếm của ông ta đã gãy. Một chiêu vừa rồi, hai người trông như nhẹ nhàng khoan khoái nhưng thật ra đã dùng hết toàn lực. Lý Trần Phong thoạt nhìn đã chiếm được ưu thế, nhưng thật ra chẳng được gì cả. Từ nơi xa, ông lão nhẹ nhàng lên tiếng, hậu sinh khả úy. Kiếm tông của ngươi đúng là nhân tài đông đúc. Lý Trần Phong hờ hững đáp, giao tên Diệp Huyên kia ra đây. Ông ta biết lấy thực lực của mình không thể nào tiêu diệt được lưỡng giới thiên, vì vậy đành lui một bước, lựa chọn mục tiêu là Diệp Huyên. Trực giác nói cho ông ta biết, hắn mới chính là đầu sỏ. Nhưng ông lão lại lắc đầu, Diệp Huyên và chúng ta không có liên hệ gì sâu đậm. Nếu ngươi muốn thì hãy tự đi tìm. Lão tuyệt đối sẽ không giao Diệp Huyên ra. Việc hắn còn sống sót đến giờ này đã là chuyện khó lòng tưởng tượng, chứng tỏ hắn chẳng phải hạng người hiền lành gì cho cam. Nếu lưỡng giới thiên giao nộp hắn để lấy lòng kiếm tông thì có thể sẽ bị người phía sau hắn trả đũa. Người đó và sức mạnh của người đó cho đến giờ vẫn còn là một bí ẩn. Lý Trần Phong nhìn ông lão, các ngươi phải giao hắn ra đây. Lão bật cười, người uy hiếp lão phù đấy sao? Được, kiếm tông các người có thể khai chiến. Một tia kiếm quang lại xuất hiện trên đầu ngón tay Lý Trần Phong, nhưng ông lão chẳng mảy may biến sắc. Lưỡng giới thiên không sợ kiếm tông. Tia kiếm quang càng ngày càng sáng, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Đúng lúc ấy, một người đàn ông tuổi trung niên trong bộ trường bào màu xanh, bên hông dắt một thanh kiếm chợt xuất hiện giữa không trung. Thấy ông ta, Lý Trần Phong thu lại tia kiếm quang trên tay, khẽ khom người hành lễ. Người đàn ông kia chính là tông chủ đương nhiệm của kiếm tông, Mục Thanh Phong. Nhưng đây cũng không phải là bản thể của ông ta. Mục Thanh Phong nhìn ông lão, cười nói, thì ra là Trần Các Lão, không ngờ ngài vẫn còn sống. Trần Các Lão cũng cười, chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Hôm nay ta đến là muốn nghe một lời giải thích. Kiếm tông các ngươi đã lấy được món bảo vật kia. Có gì phải giải thích? Trước ánh mắt của Trần Các Lão, Mục Thanh Phong lắc đầu, kiếm tông không hề lấy được nó. Trần Các Lão cau mày, người đùa đấy ư? Tông chủ kiếm tông cong môi, ta không thích nói đùa. Món bảo vật ấy thật sự không nằm trong tay kiếm tông. Ông ta đánh mắt sang Khương Khởi, hắn ta lập tức kể lại việc tháp giới ngục chạy trốn. Những lời này của Khương Khởi khiến sắc mặt các cường giả lưỡng giới thiên trở nên khó xem. Rõ ràng ai nghe câu chuyện này cũng sẽ không tin chứ chẳng riêng gì bọn họ. Mục Thanh Phong lắc đầu cười, không cần các ngươi tin. Gọi Diệp Huyên kia ra đây, ta tự có cách giải quyết. Hiển nhiên ông ta đã hoài nghi rằng Diệp Huyên đang giở trò. Trần Các Lão trầm tư một phen, sau đó quay sang Trần Thời Nhất, Diệp Huyên đang ở đâu? Lão cũng đã cảm thấy có điều kỳ lạ trong chuyện này. Trần Thời Nhất lắc đầu, không biết. Khi đôi mày của Trần Các Lão bắt đầu nhíu lại, một giọng nói chợt vang lên, tiền bối tìm ta sao? Mọi người quay lại, thấy đó chính là Diệp Huyên. Hắn tất nhiên là phải xuất hiện rồi, bằng không thì mọi sự nghi ngờ sẽ đổ dồn lên đầu hắn, tình thế sẽ trở nên bất lợi cực kỳ. Hắn làm gì chịu nổi mũi dùi của kiếm tông lẫn lưỡng giới thiên chĩa vào. Thấy Diệp Huyên đi đến, Trần Các Lão khẽ gật đầu, người không phải lo lắng. Chỉ cần bảo vật ấy không có trong tay ngươi, không ai có thể mang ngươi đi trước mắt chúng ta. Đa tạ. Diệp Huyên đáp, đoạn cười nói với Mục Thanh Phong đang ở trên không trung, không biết các hạ tìm ta có việc gì. Đối phương quan sát hắn một phen, khẽ gật đầu, nghe nói ngươi là kiếm tu yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ hiện nay, quả thật rất lợi hại. Diệp Huyên cười, cảm ơn vì đã khen. Hết thảy hôm nay đều do ngươi bày ra, đúng không? Thấy Mục Thanh Phong nhìn mình, hắn chỉ cười, ý tiền bối là đại chiến giữa kiếm tông và lưỡng giới thiên lần này sao? Đúng vậy. Diệp Huyên lắc đầu cười, tiền bối đánh giá ta quá cao rồi. Mục Thanh Phong cười, sai lầm lớn nhất của kiếm tông ta chính là đã xem thường ngươi. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, ta đã sai ở điểm này. Chẳng lẽ tiền bối muốn nói rằng bảo vật kia vẫn còn nằm trong tay ta,
mà ta lại lợi dụng nó để châm ngòi mâu thuẫn giữa kiếm tông và lưỡng giới thiên sao? Chẳng lẽ không phải? Bằng chứng đâu? Diệp Huyên hỏi ngược lại. Cặp mắt của mọi cường giả lưỡng giới thiên đổ dồn vào Mục Thanh Phong. Ông ta chỉ lẳng lặng nhìn lại Diệp Huyên. Hắn cười, theo ta thì kiếm tông của ông đã lấy được bảo vật nhưng lại không chịu thừa nhận, không những thế còn muốn đổ vạ lên đầu Diệp Huyên ta, bởi vì các người không muốn trở thành cái đích cho thế nhân nhòm ngó. Nếu mục tiêu ấy đổi thành ta thì kiếm tông các người lại chẳng thoải mái vô cùng, đúng chứ? Nghe vậy, đôi mắt Trần Các Lão không khỏi nheo lại, cảm thấy những lời của Diệp Huyên có lý vô cùng. Trên cao, Mục Thanh Phong bật cười, cái mồm của ngươi quả thật rất lợi hại, tiếc rằng ta sẽ không nói đạo lý hoặc trình bằng chứng gì với ngươi. Ông ta vừa dứt lời, một luồng kiếm ý hùng hậu đã lao vào Diệp Huyên. Hắn lập tức lỉnh ra sau Trần Các Lão. Trần Các Lão lạnh lùng nhìn Mục Thanh Phong, vung tay phải lên. Một luồng sức mạnh không thua kém gì gắng gượng chặn kiếm ý của đối phương lại, nhưng sắc mặt lão cũng tái đi mấy phần, hiển nhiên là đã cố gắng hết sức. Mục Thanh Phong lên tiếng, lưỡng giới thiên các ngươi muốn bảo vệ hắn ư? Trần Các Lão nhìn ông ta, hắn là người của lưỡng giới thiên ta. Tốt thôi. Mục Thanh Phong mỉm cười, đoạn khép hai ngón tay lại. Chiếu. Một tia kiếm quang phóng vút xuống. Trần Các Lão biến sắc, vội nắm chặt tay phải lại trước khi tung nó ra. Từ trong nắm đấm của ông ta tuôn ra một luồng sức mạnh khủng khiếp như núi lửa phun trào. Ầm. Luồng sức mạnh ấy vỡ tan, Trần Các Lão liên tục lui bước hơn nghìn trượng. Sắc mặt Diệp Huyên cũng trầm xuống. Mục Thanh Phong này không chỉ đơn thuần là mạnh thôi đâu. Tông chủ kiếm tông lạnh lùng nhìn Trần Các Lão, đang muốn ra tay thì Diệp Huyên lên tiếng, khoan đã. Thấy ông ta quay sang, hắn nhìn lại chằm chằm, ai làm người ấy chịu, chuyện này không liên quan đến lưỡng giới thiên, muốn gì cứ tìm ta đây. Cường giả lưỡng giới thiên nghe vậy. Ai nấy đều mang vẻ phức tạp. Mục Thanh Phong mỉm cười, được. Nói xong, ngón tay ông ta đã khép lại. Xoẹt. Thấy lại một tia kiếm quang lao xuống, Diệp Huyên khẽ nheo mắt, sau đó bất thình lình xuất kiếm. Nhất kiếm vô lượng. Ầm. Kiếm vừa va chạm, hắn đã vừa phải lui lại vừa nôn ra máu. Không được mấy bước, hắn đã biến mất. Mục Thanh Phong cau mày, đôi mắt nhìn quét bốn phía. Thần thức bao trùm chu vi mấy trăm nghìn dặm, nhưng Diệp Huyên đã biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian. Lại một lần nữa quét mắt, vẫn là không phát hiện được gì. Ở dưới, Lý Trần Phong lên tiếng, khả năng ẩn thân của người này thật sự là khó mà tưởng tượng được. Cả kiếm kỹ hắn vừa thi triển kia cũng khó tin không kém, không đơn giản chút nào. Mục Thanh Phong gật đầu, chúng ta không nên xem thường hắn. Không, là chúng ta đã không đánh giá hắn đầy đủ. Lý Trần Phong, sư huynh quyết định đi. Mục Thanh Phong nhìn xuống chúng cường giả lưỡng giới thiên, lũ ngu xuẩn các người bị rát mũi như khỉ mà còn không biết, thật đáng buồn. Ông ta nói xong thì rời đi. Lý Trần Phong cũng liếc mắt nhìn đám người Trần Các Lão rồi đi theo. Ba người của kiếm tông nhanh chóng biến mất khỏi lưỡng giới thiên. Chỉ bằng ba người bọn họ mà muốn diệt lưỡng giới thiên là không có khả năng. Cường giả nơi này không có ai là yếu cả. Kiếm tông muốn tiêu diệt họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Sắc mặt Trần Các Lão trầm như nước. Trần Thời Nhất nói, kiếm tông lần này hiếp người quá đáng. Trần Các Lão nhàn nhạt đáp, bọn chúng có căn cơ để làm vậy. Trần Thời Nhất hạ giọng, Các Lão, chúng ta phải làm sao đây? Trần Các Lão im lặng một hồi, điều tra xem Diệp Huyên ở đâu. Trần Thời Nhất nhíu mày, Các Lão không tin hắn. Trần Các Lão lắc đầu. Tìm ra tung tích của hắn rồi âm thầm tương trợ, đừng để hắn bị kiếm tông bắt được. Đôi mắt lạnh lùng của lão dõi về chân trời, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Kiếm tông càng gay gắt với Diệp Huyên, chúng ta lại càng phải giao hảo với hắn. Sâu trong một ngọn núi nọ, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn không dám hiện thân vào lúc này, bởi lấy thực lực của kiếm tông, muốn tìm được hắn không phải chuyện khó gì. Vì vậy hắn chỉ có thể liên tục duy trì trạng thái không minh. Bởi vì từng căng mình nhận lấy một kiếm của Mục Thanh Phong kia, sắc mặt hắn lúc này không được tốt lắm. Nghĩ đến việc mình suýt mất mạng chỉ vì một kiếm ấy, Diệp Huyên không khỏi rơi vào im lặng. Sức mạnh của hắn vừa tăng lên đến tạo cực cảnh thì kẻ thù cũng thay đổi theo.
vị tông chủ kiếm tông ấy tuyệt đối là cường giả đứng đầu vũ trụ tứ duy này. Nhưng mà hắn mới chỉ đến tạo cực cảnh thôi, không thể chờ đến mệnh cảnh rồi mới gặp kẻ thù bực ấy hay sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu, thở dài thườn thượt, số ta khổ quá mà. Bỗng, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, ngươi mà khổ. Xem ngươi chơi kiếm tông của bọn hắn thành cái dạng gì rồi kìa. Giọng của tầng 8. Diệp Huyên cứng họng, tiền bối à, rõ ràng là bọn họ tới tìm ta trước. Ngươi đã nói sẽ giao nộp tháp ra, có giữ lời không? Diệp Huyên im lặng. Giao dịch của hắn và tầng 8 là hắn sẽ đưa tháp giới ngục cho đối phương, đợi bên kia hoàn toàn làm chủ nó rồi thì tầng 8 sẽ xuất hiện kết liễu hắn. Nào ngờ tháp giới ngục vẫn còn nằm trong tay Diệp Huyên. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn nói, tiền bối à, hay là ta đưa tháp cho người để người mang về vũ trụ ngũ duy nhé? Tầng 8 đáp ngay tắp lự, người muốn ta chết hay gì? Diệp Huyên không hiểu, là sao? Tầng 8 thấp giọng thở dài, đến bây giờ ta mới biết tòa tháp này đã hòa cùng một thể với ngươi, nhân quả của các ngươi cùng tồn tại với nhau. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, lấy thực lực và nhân quả của tiền bối, hoàn toàn có thể cướp nó mang về ngũ duy, không phải sao? Trước đó ta cảm nhận được khí tức của cường giả ngũ duy lóe lên rồi biến mất, nếu đoán không sai thì hẳn có người đã thay ngươi giải quyết. Nếu ta cướp đi tòa tháp này thì không chỉ bị người phía sau ngươi nhằm vào mà còn trở thành mục tiêu cho toàn bộ cường giả vũ trụ ngũ duy. Ta không muốn phải sống kiếp như ngươi. Diệp Huyên im lặng. Đây là chỉ muốn hưởng lợi chứ không muốn bị chỉ trích chứ gì. Hắn cũng muốn được như thế lắm chứ. Như nghĩ đến điều gì, hắn vội hỏi, tiền bối đánh thắng được hai tên kiếm tu ban nãy không? Ngươi nói thử xem. Hay là tiền bối đánh bọn hắn một trận thử xem? Ta ngứa mắt chúng lâu rồi. Tầng 8 bật cười, người buồn cười thật đấy. Người nghĩ ta sẽ làm thật sao? Tiền bối thật sự đến từ ngũ duy. Ừ. Diệp Huyên im lặng. Người này thật sự là cường giả ngũ duy. Sức mạnh ở ngũ duy cao hơn tứ duy nhiều lắm sao? Tầng 8 đáp, vũ trụ ngũ duy và tứ duy có một số điểm khác biệt, trong đó lớn nhất chính là nền văn minh của hai bên. Nói một cách đơn giản thì vũ trụ tứ duy còn đang theo đuổi sức mạnh và bản chất của võ đạo, còn ngũ duy của chúng ta đã theo đuổi bản chất của sinh mệnh và vũ trụ rồi. Gã khẽ dừng lại một chút, thật ra thì, sở dĩ nền văn minh của vũ trụ ngũ duy tân tiến đến như vậy, không thể không kể đến một người. Đó chính là chủ nhân của tòa tháp này tiên tri. Đó là người mà không chỉ ta mà vô số cường giả ngũ duy đều vô cùng nể trọng, ông ấy đã khám phá ra vô số kiến thức. Lại còn truyền dạy lại cho người khác mà không hề cất giấu. Đã có hơn mấy trăm nghìn học viện được ông ấy lập nên ở ngũ duy. Tiếc rằng, kể từ khi ông ấy biến mất, những học viện ấy đã chệch khỏi định hướng ban đầu, trở thành công cụ cho người khác tranh quyền đoạt lợi. Học viện. Diệp Huyên nhíu mày, học viện gì cơ? Tầng 8, học viện Vạn Duy, có hơn mấy trăm nghìn cơ sở như vậy. Ngoài ra còn có một học phủ Vạn Duy. Nơi từng là thánh địa trong lòng người vũ trụ ngũ duy, bởi vì nơi này có tiên tri ấy. Tiên tri. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết chủ nhân cũ của tòa tháp này hẳn phải là một người được tôn kính hết mực ở ngũ duy. Tầng 8 lại lên tiếng, trước khi ta biến mất, ngũ duy đã bắt đầu rơi vào hỗn loạn, người ở đó điên cuồng chém giết vì thư phòng Vạn Duy kia. Nó quá quan trọng, ngươi nên thấy may mắn vì người tứ duy không biết tác dụng chân chính của tòa tháp này. Bằng không bọn họ sẽ không tiếc mọi giá để giết ngươi cho bằng được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chẳng có gì khác biệt cả, bởi vì người ngũ duy nhất định sẽ làm vậy với ta. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài. Kẻ thù ở tứ duy còn chưa giải quyết xong, ngũ duy đã xếp hàng chờ đợi. Phải đến khi nào hắn mới đứng trên đỉnh được? Diệp Huyên bỗng cảm thấy có chút mỏi mệt. Từ lúc bắt đầu đến nay, hắn chưa được một giây yên giấc. Tất cả là vì tòa tháp này. Mà cuộc sống như thế còn phải kéo dài rất, rất lâu nữa. Mệnh phạm lao lực. Hắn thở dài lắc dầu, tiếp tục chữa thương. Có nước suối sinh mệnh trong tay, thương thế của hắn nhanh chóng khép lại, sau đó hắn biến mất. Trong khoảng thời gian đó, ngang dọc khắp nơi quanh lưỡng giới thiên là bóng dáng của những phi kiếm. Đó chính là người của kiếm tông. Bọn họ phái mấy chục kiếm tu cực mạnh đến. Ngang nhiên truy lùng Diệp Huyên bên ngoài lưỡng giới thiên, mang tới cảm giác diễu võ dương oai. Người dẫn đầu tất nhiên là Lý Trần Phong.
Mục tiêu của kiếm tông chỉ có một, tìm ra Diệp Huyên. Trong lưỡng giới thiên, Viên Tiểu Đao nhìn những kiếm tu vòng vèo qua lại trên đầu, khẽ thốt lên, kiếm tông cho rằng báu vật đó vẫn còn nằm trong tay hắn sao? Chu Tả Nhi đứng một bên cũng lên tiếng, nếu là ta thì cũng nghi ngờ hắn. Nhưng lần này hắn chơi ác thật, kiếm tông lỗ nặng rồi. Viên Tiểu Đao lắc đầu cười, đừng xem thường, người phía sau hắn không đơn giản đâu. Ả ta vẫn còn nhớ người phụ nữ gặp được tại Điện U Minh kia, thực lực của nàng ấy khiến ả đến nay vẫn chưa hết rúng động. Kể từ khi tiếp xúc với Diệp Huyên, ả càng phát hiện những người sau lưng hắn đúng là sâu không lường được. Không chỉ có thể mà ngay cả bản thân Diệp Huyên cũng trở nên khó đối phó hơn. Trừ cường giả cấp bậc như Lý Trần Phong ra, ở kiếm tông không có ai có thể tạo áp lực cho hắn, đã vậy hắn lại còn giỏi ám sát nữa. Đúng lúc ấy, một người đàn ông xuất hiện trước mặt họ. Chính là Trần Thời Nhất. Hắn ta khẽ ôm quyền với Viên Tiểu Đao, Viên cô nương, Trần các lão xin mời. Ả cười hỏi, lưỡng giới thiên muốn liên thủ sao? Trần Thời Nhất cũng cười, kiếm tông đã tìm đến tận cửa, chúng ta sao có thể không liên thủ cho được? Viên Tiểu Đao suy tư một phen rồi gật đầu, được. Trần Thời Nhất nghe vậy thì cười. Có Viên Tiểu Đao gia nhập, thực lực của lưỡng giới thiên lại tăng lên một phần. Viên Tiểu Đao dùng huyền khí truyền âm cho Chu Tả Nhi, đừng để thần điện nhúng tay vào việc này. Ả ta nói xong thì cất bước đi theo Trần Thời Nhất, để lại Chu Tả Nhi im lặng một hồi rồi cũng đi mất. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên lặng lẽ rời khỏi lưỡng giới thiên. Hắn không dám ở lại đấy nữa, bởi nếu là bị kiếm tông tìm ra thì xem như xong. Bên ngoài lưỡng giới thiên, Lý Trần Phong ngồi xếp bằng trên không trung, hai mắt khép hờ, kiếm ý hùng mạnh tản mát quanh thân. Bỗng nhiên, Khương Khởi xuất hiện bên cạnh ông ta, không tìm được. Lý Trần Phong mở mắt, đã dùng mọi biện pháp. Khương Khởi gật đầu, kẻ này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không có dù chỉ một chút tung tích. Thấy Lý Trần Phong im lặng, hắn ta tiếp lời, thuật ẩn thân này. Lý Trần Phong bỗng lên tiếng, đến đại thế giới huyền hoàng. Khương Khởi nhìn sang, ông ta nói với vẻ vô cảm, hắn có tiếng là trọng tình trọng nghĩa mà, đúng không? Chỉ cần chúng ta đến đại thế giới huyền hoàng, ta tin chắc hắn sẽ xuất hiện ngay. Khương Khởi do dự một hồi, hành động này không phải điều kiếm tu nên làm. Lý Trần Phong nhìn hắn ta, vậy ngươi có cách nào tốt hơn? Khương Khởi thở dài, tiểu sư thúc, nếu chúng ta nhằm vào đại thế giới huyền hoàng kia thì chúng ta mới khó mà vượt qua cửa ải trong lòng mình. Lý Trần Phong lắc đầu, ta không bảo ngươi đi tàn sát mà chỉ lợi dụng họ để buộc Diệp Huyên ra mặt thôi, bằng không thì thế nhân vẫn sẽ cho rằng báu vật ngũ duy ấy đang nằm trong tay kiếm tông chúng ta. Khương Khởi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, vâng. Hắn ta biết không thể để cho Diệp Huyên tiếp tục ẩn thân như vậy, bằng không thì kiếm tông cũng sẽ hết cách. Nhưng cũng không thể để Diệp Huyên tiếp tục trưởng thành. Hắn đã là một tên yêu nghiệt đáng gờm rồi, nếu để hắn phát triển tiếp thì sẽ có thể uy hiếp đến kiếm tông. Khi Khương Khởi chuẩn bị rời đi, Lý Trần Phong bỗng lên tiếng, ta đi cùng các ngươi. Thấy hắn ta nhìn sang, ông ta nói, không thể tiếp tục xem thường hắn nữa. Đi thôi. Khương Khởi gật đầu, đoàn người nhanh chóng rời khỏi lưỡng giới thiên, tiến thẳng đến đại thế giới huyền hoàng. Chu Tả Nhi xuất hiện, ánh mắt dõi theo nơi nhóm người kia vừa rời đi, sau một phen im lặng thì lấy ra một viên đá truyền âm. Chấm chấm chấm. Ở nơi cuối vũ trụ nào đó, Diệp Huyên bỗng ngừng bước, lấy một viên đá truyền âm ra, sau đó sắc mặt trầm xuống. Đại thế giới huyền hoàng. Hắn lẳng lặng một hồi rồi vung tay lên, giải trừ trạng thái không minh. Vào khoảnh khắc đó, ở một nơi khác trong vũ trụ, Lý Trần Phong khựng lại. Quay đầu, hắn xuất hiện rồi. Vừa nói xong, ông ta đã hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời. Những người còn lại cuống quýt đuổi theo. Chấm chấm chấm. Nơi cuối vũ trụ, Diệp Huyên vừa hiện thân đã lập tức xoay người nhìn về phương xa, nơi một luồng kiếm ý hùng hậu đang ầm ầm lao đến. Hắn biết người kiếm tông đã phát hiện ra hắn, phải công nhận rằng thực lực của họ quả thật kinh khủng. Phải làm thế nào bây giờ? Diệp Huyên không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Chạy với tốc độ cao nhất. Đánh thì chắc chắn đánh không lại rồi, phải tìm người giúp. Mục tiêu của hắn chính là nơi hắn từng đi qua, Điện U Minh. Diệp Huyên đẩy tốc độ của mình lên mức cao nhất,
nhanh chóng tiến vào khu vực hố đen. Hắn vừa mới đặt chân đến, vùng không gian đen tối sau lưng bỗng phun ra một tia kiếm quang. Diệp Huyên không khỏi đẩy nhanh tốc độ, nhưng tia kiếm quang phía sau vẫn cắn chặt không buông, đang dần thu hẹp khoảng cách với hắn. Diệp Huyên không buồn để ý sau lưng, tiếp tục tăng tốc, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua mười mấy khu hố đen. Sau đó, hắn đặt chân đến tinh vực điện U Minh. Tuy nó đã bị phong ấn nhưng Diệp Huyên vẫn trực tiếp xông vào. Có kiếm Thiên Chu trong tay, hắn đi đến đâu, tất cả bị xé nát đến đấy. Khi đến gần điện U Minh, một luồng sức mạnh bí ẩn bỗng bao trùm lấy hắn, khiến hắn không khỏi biến sắc. Biết mình không thể ngăn lại sức mạnh này, hắn vội la lên, một phe. Người một phe cả. Sau một thoáng lặng im, luồng sức mạnh kia rút lui như thủy triều làm Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, Lý Trần Phong xuất hiện sau lưng hắn. Diệp Huyên lập tức huồng chân bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã biến mất cách đó không xa. Lý Trần Phong cau mày, đang muốn đuổi theo thì Khương Khởi xuất hiện bên cạnh. Gã ta nhìn nơi Diệp Huyên biến mất, trầm giọng nói e rằng có trá. Lý Trần Phong im lặng. Tuy Diệp Huyên không phải đối thủ của ông ta nhưng ông ta cũng không dám xem thường hắn, bởi lẽ rất nhiều người đã bỏ mạng chỉ vì sự bất cẩn này. Diệp Huyên dẫn dụ họ qua bên này, rõ ràng là có mưu đồ gì đó. Khương Khởi nói, chúng ta điều tra trước đã. Lý Trần Phong lại lắc đầu, vũ trụ tứ duy không phải không có người giết được ta, nhưng số đó chỉ chưa đến một bàn tay. Vừa dứt lời, ông ta giẫm nhẹ chân phải xuống, hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở nơi xa. Khương Khởi phân vân một phen rồi lấy một thanh kiếm nhỏ ra. Nó run lên khe khẽ trước khi hóa thành kiếm quang, biến mất cuối chân trời. Khương Khởi im lặng một hồi rồi đi theo. Chấm chấm chấm. Ở nơi xa, Diệp Huyên đã đi đến tòa đại điện mang tên U Minh kia. Trước cửa điện có 11 pho tượng tạc 11 người con gái mà Diệp Huyên không biết là ai, thật ra hắn đến đây chỉ muốn thử vận may chút mà thôi. Vào lúc ấy, Lý Trần Phong xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Ông ta ngẩng đầu nhìn Zoom, khẽ cau mày, đây là nơi nào? Khương Khởi đứng bên lắc đầu, không biết. Đôi mắt Lý Trần Phong nhìn Diệp Huyên mang theo một tia phòng bị. Đối mặt hắn, ông ta tuyệt đối có thể dùng sức mạnh để đàn áp, nhưng lại không dám khinh khi dù chỉ một phần. Diệp Huyên đi đến trước pho tượng của cô gái váy vải, do dự một hồi rồi nhẹ giọng thốt lên, tiền bối có ở đó không? Không ai trả lời. Hắn bắt đầu lúng túng. Không ai xuất hiện thì hắn xong thật đấy. Lại một lần kêu gọi mà không được đáp trả, Diệp Huyên im lặng. Lần này không ổn lắm. Bỗng Lý Trần Phong lên tiếng, ngươi đang làm gì? Diệp Huyên xoay người nhìn ông ta, ta có một thắc mắc mong được giải đáp. Là gì? Đối phương nhàn nhạt hỏi. Diệp Huyên cười, vì sao các người không chỉ muốn lấy tòa tháp mà còn muốn lấy mạng ta? Khi kiếm tông tìm đến, hắn đã chủ động giao tháp ra, nào ngờ bọn họ không chỉ muốn tháp mà còn muốn mạng. Hắn và họ vốn chẳng có thâm thù đại hận gì với nhau, vì vậy nghĩ mãi mà không thông chỗ này. Lý Trần Phong nhìn hắn, bọn ta và ngươi không thù không oán, chỉ đơn giản muốn nhổ cỏ tận gốc mà thôi. Nhổ cỏ tận gốc sao? Diệp Huyên cười, ta hiểu rồi. Lý Trần Phong nhìn về sau lưng hắn, người của ngươi đâu? Diệp Huyên ngây ra, hỏi lại, người nào? Ngươi dụ ta đến đây, chẳng lẽ là muốn một mình quyết đấu? Nghe ông ta lạnh lùng nói, Diệp Huyên im lặng, ta không đánh lại ông, nhưng ta cũng muốn đánh một trận công bằng. Lý Trần Phong đột nhiên mở tay ra rồi nắm lại, cảnh giới trong chớp mắt đã bị ép về tạo cực cảnh. Ông ta nhìn Diệp Huyên, nói ta cũng muốn xem mức độ yêu nghiệt của ngươi đến đâu. Tới đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu rồi biến mất. Một khắc sau, một thanh kiếm đã vụt đến cách giữa trán Lý Trần Phong nửa tấc. Nhưng trước khi kịp đâm vào, nó đã thoát cái lui về như tia chớp. Đó cũng là lúc Diệp Huyên lùi lại hơn trăm trượng, một dòng máu uốn lượn từ giữa trán xuống. Kiếm của Lý Trần Phong nhanh hơn hắn. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ giữa mày rồi lại biến mất. Choang! Một tia kiếm quang bắn tới trước trán Lý Trần Phong, nhưng gương mặt ông ta vẫn lạnh như tiền. Ngón tay nhấc lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe ra, chỉ trong khoảnh khắc đã lao đến giữa chân mày Diệp Huyên. Diệp Huyên lần nữa gọi kiếm về, lùi lại thêm trăm trượng. Khi dừng lại,
sắc mặt hắn nặng nề vô cùng. Kiếm của Lý Trần Phong chỉ gói gọn trong một chữ nhanh là có thể áp đảo tất cả. Võ công trong thiên hạ, chỉ nhanh là không thể phá. Khi tốc độ của ngươi đạt đến một trình độ nhất định, ngươi có thể bất kể hết thảy. Kiếm của Diệp Huyên cũng đã gọi là rất nhanh, nhưng so với Lý Trần Phong thì vẫn còn kém nhiều lắm. Lý Trần Phong chậm rãi cất bước đi về phía hắn, khẽ nói, ta 6 tuổi tập kiếm, mỗi ngày vung kiếm không dưới 10.000 lần, luyện tập suốt mấy chục năm dòng. Nửa đời trước của ta đều dùng để theo đuổi tốc độ của kiếm. Cho đến hôm nay, ta chưa từng gặp qua kiếm của ai có thể nhanh hơn ta, cho dù là sư huynh cũng kém ta một nửa trên phương diện này. Diệp Huyên gật đầu, kiếm của ông quả thật rất nhanh. Lý Trần Phong nhìn hắn, không, ta còn có thể nhanh hơn. Lời vừa ra, ông ta đã biến mất tại chỗ. Một tia kiếm quang xuất hiện, nhanh đến mức mắt thường nhìn không thấy. Diệp Huyên bỗng nhắm nghiền mắt lại, dùng tay trái đâm kiếm về trước. Choang! Mũi kiếm của hắn chạm vào tia kiếm quang kia khiến nó vỡ vụn, hai mũi kiếm đâm vào nhau. Lý Trần Phong không cho rằng Diệp Huyên có thể tiếp lấy một kiếm này, một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt. Điều này nằm ngoài sở liệu của ông ta. Lý Trần Phong nhẹ giọng nói, ngươi lại là. Ông ta chỉ vừa nói đến đây, kiếm của Diệp Huyên bỗng lệch sang bên, lao thẳng vào yết hầu ông ta. Lý Trần Phong không tránh né cũng không phòng thủ, chỉ trở tay đâm kiếm của mình vào Diệp Huyên. Ông ta tự tin rằng với tốc độ của mình, kiếm của ông ta sẽ xuyên thấu Diệp Huyên trước khi kiếm của hắn kịp đến. Lần này, Diệp Huyên cũng không thu tay về. Kiếm của Lý Trần Phong chui tọt vào họng Diệp Huyên. Gần như cùng lúc, kiếm của Diệp Huyên cũng xuyên thấu cổ ông ta, nhưng chỉ đâm vào nửa tấc thì ông ta đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lại cách đó nghìn trượng. Diệp Huyên đứng đó với yết hầu ồ ạt đổ máu. Thân xác hắn quả thật không thể chịu được một kiếm của Lý Trần Phong. Nhưng ông ta đã thu tay lại vào giây cuối cùng chứ không giết hắn. Nếu ông ta không làm vậy, Diệp Huyên tuy không chết thì cũng bị hủy hoại thân thể, nhưng Lý Trần Phong đương nhiên cũng sẽ mất mạng, bởi vì trong tay hắn chính là kiếm Thiên Chu. Có lợi hại đến đâu đi nữa thì bị Thiên Chu chém, kết cục duy nhất là trầu trời. Diệp Huyên sở dĩ làm vậy bởi vì hắn biết hắn không phải đối thủ của Lý Trần Phong nếu chiến đấu nghiêm túc, vậy thì chi bằng lấy mạng đổi mạng. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự ôm quyết tâm liều chết. Diệp Huyên hắn không muốn chết, nhưng cũng không sợ chết. Liều mạng ư? Từ trước đến giờ, hắn đều không sợ. Lý Trần Phong nhìn hắn, ta đã đánh giá thấp quyết tâm của ngươi. Ông ta không ngờ Diệp Huyên sẽ chấp nhận dùng mạng đổi mạng. Ông ta đương nhiên sẽ không làm một chuyện thiệt thòi như vậy, bởi vì chỉ cần khôi phục cảnh giới, ông ta có thể dễ dàng nghiền nát Diệp Huyên. Nhưng trong lần giao thủ kia, bởi vì một bước lui lại, xem như ông ta đã thua phân nửa. Lý Trần Phong nhìn Diệp Huyên, người quả thật là một tên yêu nghiệt. Bên cạnh Lý Trần Phong, Khương Khởi cảm thấy có chút khiếp đảm. Phải biết rằng ông ta ở Kiếm Tông căn bản chưa từng mở miệng ngợi khen ai, thậm chí còn nói rằng thế hệ trẻ của Kiếm Tông không người kế thừa. Vậy mà Diệp Huyên lại có thể khiến Lý Trần Phong khen hắn tận 2 lần. Lý Trần Phong lại nói, nếu ngươi bằng lòng giao nộp bảo vật ngũ duy kia, ta sẽ đưa ngươi vào Kiếm Tông, trở thành thiếu tông chủ đời kế tiếp. Thiếu tông chủ. Những lời này khiến Khương Khởi ngây ngẩn. Cho Diệp Huyên gia nhập Kiếm Tông ư? Chuyện gì thế này? Ở nơi xa, Diệp Huyên chỉ mỉm cười, các hạ thật sự cho rằng nó còn nằm trong tay ta. Ngươi còn muốn giả điên giả dại đến khi nào? Nó đã nhận ngươi làm chủ. Ngươi ắt phải có năng lực bắt nó làm theo lời ngươi, đúng chứ? Diệp Huyên nhếch mép, ta thật sự không giữ nó. Đánh chết hắn cũng không thừa nhận, bằng không thì kẻ địch của hắn không chỉ có mỗi Kiếm Tông mà còn cả lưỡng giới thiên. Lý Trần Phong nhìn Diệp Huyên, một khắc sau, khí tức của ông ta bất chợt tăng vọt, nhanh chóng khôi phục cảnh giới. Diệp Huyên hạ giọng, không đánh công bằng nữa à? Ông ta lắc đầu, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Cho dù bảo vật có nằm trong tay ngươi hay không, ta cũng không thể để ngươi sống. Nếu để cho người như Diệp Huyên tiếp tục trưởng thành, ngày sau chắc chắn sẽ thành họa lớn của Kiếm Tông. Sát ý trong mắt Lý Trần Phong trở nên sâu hơn. Ông ta vươn tay ra, một luồng kiếm quang lóe lên, kiếm ý hùng mạnh đổ ập về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đã chuẩn bị liều mạng.
đúng hơn là không thể không liều mạng. Con bài tẩy lớn nhất của hắn bây giờ là lục đạo chân ngôn. Không, còn một chiêu khác mạnh hơn nữa. Đôi mắt Lý Trần Phong vẫn dõi theo Diệp Huyên. Tia kiếm quang trong tay ông ta run lên kịch liệt, không gian bốn phía bắt đầu rạn nứt ra như những tấm mạng nhện, trông kinh khủng vô cùng. Một chớp mắt qua đi, tia kiếm quang trong tay Lý Trần Phong bỗng bắn ra. Mà ở nơi kia, Diệp Huyên bỗng mở mắt đến đây. Liều mạng nào? Hắn vừa dứt lời. Uỳnh! Biển máu dâng lên từ chân trời. Hắn không còn áp chế huyết mạch của mình nữa. Có thể nói huyết mạch chính là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Kể từ sau khi nó nuốt chửng huyết tổ, hắn đã không còn chạm đến sức mạnh này, bởi vì hắn không khống chế được nó. Trước kia đã không được, về sau lại càng không được, chính vì vậy nên Diệp Huyên vẫn luôn áp chế huyết mạch của mình. Nhưng thời khắc này, sắp chết đến nơi rồi, còn áp làm gì nữa? Lên! Vào khoảnh khắc đánh thức huyết mạch, Diệp Huyên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó, một luồng khí tức hung tợn và sát ý ngập tràn bùng nổ từ trên người hắn như núi lửa. Ầm! Chỉ trong nháy mắt, không gian trong chu vi mấy vạn dặm biến thành biển máu. Lý Trần Phong cau mày, đây là huyết mạch gì? Diệp Huyên biến mất. Lý Trần Phong vung kiếm chém ra. Uỳnh! Kiếm quang nổ tung cùng huyết quang. Diệp Huyên và Lý Trần Phong đồng thời lui lại mấy trăm trượng. Khương Khởi nhìn thấy vậy thì không khỏi biến sắc. Hắn ta không ngờ một kiếm này của Diệp Huyên lại ngang tài ngang sức với Lý Trần Phong. Sao lại thế được? Khương Khởi nghĩ thế nào cũng không ra. Lý Trần Phong cũng nhíu mày, nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đây là huyết mạch gì? Ông ta đương nhiên biết sức mạnh Diệp Huyên tăng vọt như vậy là nhờ vào huyết mạch, chỉ không biết là loại nào mà có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ đến vậy. Nhưng ông ta không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu. Cách đó không xa, khí tức trên người Diệp Huyên đang tăng lên ngùn ngụt với tốc độ không tưởng, vẻ hung bạo và sát ý quanh thân hắn cũng theo đó leo lên. Hắn hiện giờ đang cố thủ tia linh trí duy nhất còn sót lại, đồng thời cũng không biết rằng chính vì hắn chưa hoàn toàn rơi vào điên cuồng nên sức mạnh từ huyết mạch cũng chưa được giải phóng hoàn toàn. Huyết mạch phong ma, không điên sao được. Vào lúc đó, Lý Trần Phong bỗng khép tay lại. Dùng một tia kiếm quang chém thẳng vào Diệp Huyên. Diệp Huyên chợt ngẩng đầu, kiếm thiên chu vung lên. Ầm! Đường kiếm bổ nát kiếm quang, một tia kiếm mang đỏ rực cũng bay thẳng về phía Lý Trần Phong. Ông ta vươn tay ra, gọi một thanh kiếm màu xanh thẫm xuất hiện rồi biến mất. Vù! Tiếng xé toạc vang lên, kiếm mang màu đỏ nứt vỡ, một thanh kiếm đã lao đến trước Diệp Huyên. Hai tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, cật lực chém xuống. Quỳnh! Hai tia kiếm quang xanh thẫm và đỏ rực đồng thời bùng nổ. Diệp Huyên thối lui ra ngoài trăm trượng, Lý Trần Phong cũng tương tự, hơn nữa thanh kiếm trong tay ông ta còn xuất hiện vô số vết rạn nứt. Trên đời này có rất ít kiếm có thể so bì với thiên chu về độ cứng. Lý Trần Phong nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, kiếm tốt. Vừa dứt lời, đôi mắt ông ta đã nhắm lại, thanh kiếm xanh thẫm trong tay run lên, một tiếng kiếm minh réo rắt mà ra. Diệp Huyên vung kiếm lên đỡ theo bản năng. Uỳnh! Một luồng sức mạnh khủng khiếp xuyên thấu thiên chu, nện vào người hắn. Ầm! Hắn vừa bay ra ngoài vừa không ngừng nôn ra máu. Máu vừa ra đã bị hắn hấp thụ lại. Vừa dừng lại sau khi bay nghìn trượng, Lý Trần Phong lại đưa tay phải ra, nhẹ nhàng ấn xuống. Một thanh kiếm xanh đang lao vun vút xuống đầu Diệp Huyên, khí thế như sấm nổ, không thể địch lại. Cùng lúc đó, Diệp Huyên giẫm mạnh chân phải, cả người hóa thành kiếm quang bắn lên cao. Một kiếm này của Lý Trần Phong quá nhanh, cho dù có trốn tránh cũng sẽ bị ông ta nghiền ép đến chết, vì vậy Diệp Huyên đã không thể tránh mà cũng sẽ không tránh. Hắn sẽ trực tiếp nghênh đón nó. Không lâu sau, một đường kiếm của Diệp Huyên dừng lại trên thân thanh kiếm xanh. Ầm! Kiếm quang ùa ra nơi chân trời. Luồng sức mạnh khủng khiếp ấy ép Diệp Huyên phải lùi lại liên tục. Nhưng thanh kiếm xanh của Lý Trần Phong cũng đã nát thành từng mảnh vụn. Ông ta thấy vậy thì vung tay lên, thu hồi những mảnh vỡ ấy về, nhìn chúng với vẻ phức tạp. Thanh kiếm này đã đi theo ông ta nhiều năm như vậy, không ngờ lại nát ở nơi này. Lý Trần Phong nhìn đối thủ của mình, thấy khí tức quanh người hắn vẫn tiếp tục tăng vọt, bèn khẽ cau mày, rốt cuộc là huyết mạch gì mà lại mạnh đến vậy. Sau đó,
Ông ta khép tay lại, một tia kiếm quang bắn ra. Lấy tay làm kiếm. Vào giây phút ông ta ra tay, Diệp Huyên cũng bất thình lình vung kiếm, chém ra kiếm mang đỏ tươi như máu, ầm ầm lao về phía Lý Trần Phong như một tia chớp. Nó nện vào kiếm quang của Lý Trần Phong, nổ ầm một tiếng đinh tai. Cả hai người vừa giao thủ đã bùng nổ. Bỗng nhiên, Lý Trần Phong bất ngờ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trong tay cầm theo một thanh kiếm sắt khổng lồ, dùng hết toàn lực bổ xuống. Duỳnh! Không gian quanh Diệp Huyên vỡ nát thành hư vô. Phát hiện nguy hiểm, Diệp Huyên gầm lên một tiếng phẫn nộ, dùng hai tay siết kiếm chọc lên. Rầm! Diệp Huyên bay vút ra ngoài, Lý Trần Phong lại bất động tại chỗ. Hắn thối lui khoảng hơn nghìn trượng mới có thể dừng lại, thân thể trực tiếp rạn vỡ, máu phun như suối trông kinh khủng vô cùng. Lý Trần Phong vừa định ra tay tiếp tục thì nhìn thấy hai mắt Diệp Huyên biến thành hai hồ máu. Một tia linh trí cuối cùng đã biến mất, hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Uỳnh! Một luồng huyết quang từ trong người hắn bắn vào lòng vũ trụ, nhuộm cả mảng trời thành màu máu. Lý Trần Phong trừng mắt nhìn hắn, người rốt cuộc là thứ quái vật gì? Diệp Huyên bỗng dương mắt nhìn Lý Trần Phong. Một khắc sau, kiếm mang đỏ máu đã lao đến trước mặt ông ta. Tốc độ của đường kiếm này đã đạt gần đến trình độ cao nhất. Lý Trần Phong biến sắc. Kiếm này còn nhanh hơn ông ta nửa phần. Ông ta vội vã chập tay lại, vung về phía trước, nhắm thẳng vào mũi kiếm của Diệp Huyên. Lần này người lui lại không phải Diệp Huyên mà là Lý Trần Phong. Ông ta không những phải lùi lại hơn trăm trượng mà ngón tay cũng đã tan tành. Khương Khởi đứng quan sát ngây ra như phỗng. Thực lực của Diệp Huyên lại có thể đạt đến trình độ này sao? Trong mắt Lý Trần Phong cũng là vẻ khó tin tràn ngập, sao có thể? Xa xa, Diệp Huyên ngửa đầu thét dài, một luồng huyết quang phun trào ra từ miệng. Hắn đã không còn lý trí, chỉ biết giết chóc mà thôi. Ánh mắt hắn nhìn thấy Lý Trần Phong, khạc ra một tiếng cười dữ tợn. Một khắc sau, một tia kiếm quang đỏ rực đã vồ đến trước mặt Lý Trần Phong. Ông ta nheo mắt lại, vung hai tay lên. Hàng loạt tia kiếm quang bắn ra từ trong người ông ta, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm Diệp Huyên. Nhưng ngay sau đó, lại có huyết quang dâng lên nuốt chửng kiếm quang. Lý Trần Phong bỗng lao vào huyết quang, tiếng kiếm minh chẳng mấy chốc đã réo rắt vang lên. Khương Khởi càng nhìn càng thấy kinh hãi. Hắn ta không ngờ Diệp Huyên lại có thể đánh ngang tay với Lý Trần Phong như vậy. Kia là Lý Trần Phong, là người đứng thứ ba kiếm tông, là cường giả đứng đầu vùng trời này. Làm sao Diệp Huyên có thể bất phân thắng bại với Lý Trần Phong cho được? Sắc mặt Khương Khởi xấu xí vô cùng. Trong biển huyết quang kia, trận chiến càng trở nên ác liệt, những tiếng nổ vang lên liên miên không dứt. Diệp Huyên giờ phút này như một con thú hoang đánh mất lý trí. Lại còn cầm theo kiếm thiên chu khiến Lý Trần Phong cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng điều đáng lưu ý nhất là sức mạnh của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Sắc mặt Lý Trần Phong trở nên khó xem. Nếu cứ tiếp tục thế này, Diệp Huyên sẽ là người có ưu thế. Khoảng nửa giờ sau đó, nơi Diệp Huyên và Lý Trần Phong đang giao chiến bỗng vỡ thành từng mảnh, một bóng người lui lại. Là Lý Trần Phong. Ông ta thối lui hơn nghìn trượng. Nhưng vừa dừng lại đã bị biển huyết quang bao trùm. Diệp Huyên cũng đã xuất hiện. Tiếng kiếm minh không ngừng vang lên trong huyết quang, không gian bốn phía ầm ầm sụp đổ. Sức mạnh tỏa ra quá kinh khủng khiến Khương Khởi lập tức tháo chạy hơn mấy vạn trượng. Nhưng điều làm hắn ta càng khiếp sợ hơn chính là điện U Minh gần đó lại chẳng mảy may suy xuyển. Nó đều bị sức mạnh của Diệp Huyên và Lý Trần Phong quét qua, nhưng tất cả đều chẳng thể gây ra chút thương tổn gì. Không đơn giản chút nào. Khương Khởi nhìn điện U Minh, rơi vào im lặng. Đúng lúc ấy, biển huyết quang nơi xa lại vỡ nát. Lý Trần Phong một lần nữa cuống cuồng lui lại, vô số phi kiếm thoát ra từ tay ông ta nhưng lập tức bị sắc đỏ nuốt chừng. Chúng nó không địch lại huyết quang. Lý Trần Phong nhanh chóng dừng lại, trên người đã mang theo vô số vết thương. Ông ta nhìn về nơi một bóng người đang chậm rãi bước ra khỏi biển máu. Diệp Huyên giờ phút này tựa như tắm máu mà ra, đáng sợ vô cùng. Hắn chậm rãi cất bước đi về phía Lý Trần Phong, huyết khí tản ra từng đợt quanh người, ngay cả kiếm ý tản mát cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Sức mạnh từ huyết mạch đã hoàn toàn áp chế kiếm ý của hắn.
Không chỉ vậy, ngay cả thiên chu trong tay cũng mang một màu đỏ máu. Theo bước chân của hắn, sau lưng chỉ còn là biển máu. Bỗng, một âm thanh vang lên trong đầu hắn, huyết mạch kinh khủng thật. Phụ thân của ngươi, e rằng cũng không phải người hiền lành gì. Giọng của tầng 8. Huyết mạch chi lực. Sức mạnh này không chỉ khiến hai người Lý Trần Phong khiếp sợ, mà dù là tầng 8 cũng thấy hãi hùng. Bởi vì sau khi Diệp Huyên hoàn toàn phóng thích huyết mạch chi lực này ra, hắn như thể đã biến thành một người khác. Đây là huyết thống gì? Tầng 8 cũng thấy ngạc nhiên ở trong lòng. Phải biết rằng ở vũ trụ ngũ duy cũng có một vài gia tộc huyết mạch, những gia tộc này chuyên nghiên cứu về dòng máu con người, có thể nói, họ đã tu luyện huyết mạch đến cực hạn, nhất là một vài huyết thống thượng cổ trong truyền thuyết, chúng rất mạnh mẽ. Nhưng huyết mạch của Diệp Huyên không chỉ mạnh mẽ bình thường, phải nói là có hơi quỷ dị. Huyết mạch này một khi kích phát thì chủ nhân của nó sẽ tựa như người điên, đây là lần đầu gã được chứng kiến. Rốt cuộc là huyết mạch gì? Lần đầu tiên tầng 8 nảy sinh chút tò mò. Sắc mặt Lý Trần Phong đứng đối diện Diệp Huyên bây giờ đã khó coi vô cùng. Ông ta bị áp chế. Bị một thanh niên nhỏ hơn ông ta không biết bao nhiêu tuổi áp chế. Hơn nữa đối phương còn là kiếm tu. Không thể không nói, ông ta cảm thấy hơi bị sỉ nhục. Lý Trần Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, quanh người hắn đang có vô số kiếm ý phun trào, và cả những kiếm quang đang không ngừng lấp lóe. Vào đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vèo! Một luồng kiếm quang đỏ tựa máu xé không lao ra. Lý Trần Phong bỗng hợp hai tay lại, một thanh kiếm hư huyễn ngưng tụ thành hình trên đỉnh đầu ông ta, một khắc sau, ông ta cất bước về trước, chém. Tiếng vang như sấm rền. Vèo! Theo tiếng kiếm ngân, thanh kiếm trên đỉnh đầu ông ta lao nhanh xuống một cách tàn nhẫn, chiêu kiếm này chém thẳng lên tia kiếm quang màu đỏ máu của Diệp Huyên. Ầm! Tích tắc, tia kiếm quang màu đỏ máu lập tức nổ tung, nhưng một khắc sau, một biển máu bỗng ùa ra nhấn chìm Lý Trần Phong. Ầm ầm! Trong biển máu này, từng tiếng kiếm reo không ngừng vang lên. Sắc mặt của Khương Khởi cách đó không xa vô cùng âm trầm, hắn ta chọn không ra tay. Nếu hắn ta chưa được Lý Trần Phong ra lệnh thì sẽ không ra tay, vì một khi ra tay, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của Lý Trần Phong. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Huyên sau khi kích phát huyết mạch chi lực đã không còn là người mà Lý Trần Phong có thể đối phó nữa rồi. Ngay lúc Khương Khởi đang do dự, thì phía chân trời xa xa đột nhiên vang lên tiếng kiếm ngân, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mờ ảo bỗng xuất hiện trong tinh không này. Tông chủ kiếm tông Mục Thanh Phong. Nhưng không phải là bản thể của ông ta. Nhìn thấy Mục Thanh Phong, Khương Khởi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hắn ta đã báo cho Mục Thanh Phong nghe tin, trước khi hắn ta đến đây đã cảm thấy có gì đó không ổn, vì thế hắn ta đã quyết định thông báo cho Mục Thanh Phong để đề phòng bất trắc. Trong hư không, Mục Thanh Phong liếc nhìn biển máu kia, một khắc sau, ông ta búng tay một cái, một tia kiếm quang xé rách không trung lao ra. Thoáng chốc, biển máu kia lập tức vỡ tan, cùng lúc ấy, một bóng người thối lui liên tục trong biển máu nọ. Chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên lùi thẳng về trước điện U Minh. Mà trước ngực hắn có một vệt kiếm sâu hóm. Mục Thanh Phong ở phía xa xa trong tinh không nhìn Diệp Huyên, ngươi làm ta bất ngờ đấy. Ông ta thật sự rất bất ngờ, bởi vì ông ta không ngờ rằng Diệp Huyên lại có thể áp chế được Lý Trần Phong. Đây là điều khó tin đến mức nào. Mà Diệp Huyên phía xa đang nắm chặt lấy kiếm thiên chu trong tay, thật ra bây giờ hắn đã không còn tia lý trí nào cả. Giết! Trong đầu hắn chỉ có một chữ, đó là giết. Điên cuồng giết chóc. Diệp Huyên chậm rãi đứng lên, hắn đang định ra tay tiếp thì đúng lúc này, một cánh tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên bả vai hắn. Cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngươi đã làm rất tốt. Mà lúc này, trong cơ thể Diệp Huyên bỗng xuất hiện một luồng sát ý rất mạnh mẽ, nhưng ngay khắc sau, luồng sát ý kia bỗng bị ép xuống, không chỉ thể, sát ý và lệ khí quanh thân Diệp Huyên cũng rút lui như thủy triều. Huyết mạch chi lực của Diệp Huyên được áp chế lại. Phía sau Diệp Huyên là một cô gái. Váy bố, chân trần. Thân thể cô gái cùng rất mờ ảo, hiển nhiên đây không phải là bản thể của nàng ta. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã khôi phục lại bình thường, sau đó hắn từ từ khuỵu xuống. Diệp Huyên nằm lặng im trên mặt đất, màu đỏ máu trong mắt hắn đang từ từ rút lui,
dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Mà lúc này đây, ba người Mục Thanh Phong ở cách đó không xa đều nhìn về cô gái mang váy bố kia. Ba người nhìn cô gái váy bố, trong mắt ánh lên tia nghiêm nghị. Cho dù là Mục Thanh Phong cũng hiếm khi xuất hiện vẻ kiêng dè. Cô gái váy bố nhìn về phía ba người Mục Thanh Phong, kiếm tu. Mục Thanh Phong nhìn cô gái váy bố, cường giả ở vũ trụ tứ duy này cơ bản là ta đều biết hết, nhưng chưa từng gặp ngươi. Cô gái váy bố chậm rãi đi về phía Mục Thanh Phong, nàng ta không hề nói gì. Lúc này, Lý Trần Phong đột nhiên búng tay một cái, một tia kiếm quang lập tức lao đến trước mặt cô gái váy bố, nhưng vừa đến gần nàng ta, tia kiếm quang kia đã biến mất không còn thấy đâu. Thấy cảnh này, sắc mặt Lý Trần Phong bỗng trở nên hơi khó coi. Đối phương chỉ hời hợt đã phá được chiếu kiếm của ông ta, nói cách khác, thực lực của đối phương đã vượt xa ông ta. Lý Trần Phong đang định ra tay thì lúc này cô gái váy bố quay sang nhìn ông ta, một khắc sau, Lý Trần Phong bỗng ngây ra tại chỗ, ngay sau đó, cơ thể ông ta bỗng trở nên già nua với tốc độ mắt thường có thể thấy, chưa đến vài phút, tóc ông ta đã trắng xóa, trên mặt xuất hiện đầy nếp nhăn. Ánh mắt Lý Trần Phong dại ra, chuyện này. Phía xa, trong mắt Mục Thanh Phong cũng co rút lại, trong mắt ông ta ngoại trừ khiếp sợ còn có sự kiêng dè. Lúc này, Lý Trần Phong đột nhiên nói, đây là sao? Cô gái váy bố không hề trả lời, ánh mắt nàng ta rơi lên người Mục Thanh Phong, Mục Thanh Phong bỗng lên tiếng, hai người các ngươi lui trước đi. Hiển nhiên lão biết, phân thân hiện tại của ông ta căn bản không đánh lại cô gái váy bố. Không đúng, phải nói dù là bản thể của ông ta có đến đây thì cũng chưa chắc thắng được nàng ta. Lúc này, ông ta cuối cùng cũng hiểu được tại sao Diệp Huyên vẫn có thể an toàn sống được đến giờ. Sau lưng người ta thật sự có chỗ dựa. Nghe Mục Thanh Phong nói thế, Khương Khởi và Lý Trần Phong xoay người rời đi, nhưng ngay nháy mắt Lý Trần Phong xoay người lại đó, thân thể ông ta bỗng bắt đầu khô héo. Lý Trần Phong dừng lại, ông ta nhìn về phía Mục Thanh Phong, sư huynh, vĩnh biệt. Vừa dứt lời, ông ta bỗng xoay người, một khắc sau, một thanh kiếm đột nhiên đâm xuống từ đỉnh đầu ông ta, xuyên thẳng vào cơ thể. Tế kiếm. Ông ta biết. Mình không đi được nữa rồi. Bởi vì sinh cơ trong người ông ta đang tiêu tan với tốc độ vô cùng nhanh. Bởi thế, ông ta chọn liều mạng đánh một trận. Đồng thời ông ta cũng muốn xem, cô gái váy bố này mạnh đến mức nào. Lý Trần Phong đột nhiên giẫm chân phải, ngay sau đó, cả người ông ta lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bắn nhanh ra. Đây là chiêu kiếm mạnh mẽ nhất của ông ta. Nơi kiếm xuyên qua, không gì cản nổi. Cô gái váy bố nhìn thanh kiếm đang lao vút đến, nàng ta không tỏ vẻ gì, cũng không né tránh, cứ đứng lặng yên ở nơi đấy. Lý Trần Phong càng lúc càng đến gần cô gái váy bố, nhưng tốc độ già nua của ông ta cũng càng lúc càng nhanh, khi ông ta đến trước mặt cô gái váy bố được chừng nửa trượng, kiếm quang cùng kiếm ý đang tỏa ra quanh người ông ta đã hoàn toàn biến mất, mà ông ta thì ngã quắp xuống trước mặt cô gái váy bố, không sao động đậy được nữa. Lý Trần Phong nhìn cô gái váy bố, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, ta yếu kém đến vậy sao? Ông ta chưa từng ngờ rằng, bản thân lại có ngày không có sức chống đỡ trước mặt một người. Cô gái váy bố không thèm liếc lấy Lý Trần Phong một cái, nàng ta đi về phía Mục Thanh Phong cách đó không xa, mà lúc này, Lý Trần Phong đã hoàn toàn mất đi ánh sáng trong đáy mắt. Cứ thế chết già. Mục Thanh Phong ở phía xa nhìn chằm chằm vào cô gái váy bố, không cần biết ngươi là ai. Thù này kiếm tông ta nhất định sẽ báo. Kiếm tông. Cô gái váy bố cau mày lại, nàng ta đang định nói chuyện thì Mục Thanh Phong đã biến mất. Không đánh đã đi. Bởi vì đánh không lại. Kiếm tông. Cô gái váy bố đứng tại chỗ với vẻ nghi hoặc trong mắt. Chốc lát sau, nàng ta cúi đầu nhìn Diệp Huyên nằm trên đất, nàng ta bay đến trước mặt Diệp Huyên rồi khẽ bảo tại sao lại thế chứ. Lúc này, Diệp Huyên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn cô gái váy bố, là người cứu ta đúng không? Cô gái váy bố gật đầu. Diệp Huyên hít sâu một hơi, lúc này đây hắn cảm thấy bản thân vô cùng suy yếu. Suy yếu đến mức không còn chút sức lực nào. Huyết mạch chi lực. Hắn biết đây là hậu quả huyết mạch chi lực tạo thành. Mà chuyện lúc trước xảy ra, hắn lại hoàn toàn không nhớ gì cả. Lúc này, cô gái váy bố nhẹ giọng nói. Huyết mạch chi lực này ngươi vẫn chưa khống chế được, đừng tùy ý sử dụng.
Diệp Huyên cười khổ, ta biết, nhưng ta không còn cách nào khác. Với tình thế ban nãy, hắn chỉ có thể chọn cách liều mạng đánh một trận. Cô gái váy bố quan sát Diệp Huyên một chút rồi nói, bây giờ ngươi vẫn chưa thể khống chế nó, ngươi phải học được cách khống chế nó, chứ không thể để nó điều khiển ngươi, rõ chưa? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, làm sao để khống chế nó? Hắn cũng vô cùng muốn khống chế được huyết mạch này, nhưng vấn đề là hắn không biết cách, bởi vì mỗi lần thôi thúc huyết mạch này, hắn cảm thấy bản thân không còn bình thường nữa. Khống chế. Cô gái váy bố im lặng. Bởi vì nàng ta bỗng nhớ đến huyết mạch của Diệp Huyên là gì, huyết mạch này không cần phải khống chế, nó cần phải điên, càng điên, nó càng mạnh. Nghĩ đến đây, cô gái váy bố khẽ thở dài. Diệp Huyên vội vàng hỏi, không thể được sao? Cô gái váy bố nhẹ giọng nói, huyết mạch này của ngươi, không cần khống chế. Diệp Huyên. Cô gái váy bố lại nói, thực lực của ngươi bây giờ không thể đối phó lại với cường giả đứng đầu nơi đây. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Sức chiến đấu bây giờ của hắn vẫn có chênh lệch so với những cường giả ở cấp bậc như Lý Trần Phong, nếu dùng huyết mạch chi lực thêm kiếm thiên chu thì vẫn có thể đánh một trận. Nhưng cũng không nắm chắc được, bởi vì sau khi triển khai huyết mạch chi lực, nếu không có người thay hắn trấn áp lại, hắn rất khó để khôi phục lại lý trí, bởi vì một khôi hoàn toàn điên lên, hắn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Cô gái váy bố im lặng một lúc rồi nhìn xuống bụng Diệp Huyên, trong cơ thể ngươi. Vừa dứt lời, nàng ta đã xuất hiện ở trong tháp giới ngục, chính xác hơn là xuất hiện trước tầng 8. Nàng ta nhìn tầng 8 rồi hỏi, muốn ta giết gã không? Diệp Huyên. Diệp Huyên có hơi sửng sốt. Giết tầng 8. Cô gái váy bố này có thể giết tầng 8. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên thấy đầu óc mình trống rỗng. Phải biết rằng tầng 8 này đến từ vũ trụ ngũ duy đấy. Cường giả vũ trụ ngũ duy. Cô gái váy bố lại có thể giết. Tầng 8 không nói gì. Diệp Huyên vội vàng vào trong tháp giới ngục, cô gái váy bố cứ nhìn tầng 8 như thế, trong mắt nàng ta còn có chút lạnh lẽo. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, tại sao vậy? Cô gái váy bố nhìn về phía Diệp Huyên, ta có thể cảm nhận được, gã không có ý tốt. Diệp Huyên trầm giọng nói, người đánh thắng được sao? Cô gái váy bố hỏi ngược lại, ta đánh không lại à? Diệp Huyên nói, gã đến từ ngũ duy đấy. Cô gái váy bố lắc đầu, ngũ duy không hẳn là rất mạnh. Mà tứ duy cũng không phải rất yếu. Diệp Huyên im lặng. Lúc này đây hắn đã rõ. Không phải ai ở vũ trụ ngũ duy cũng đều mạnh, hoặc phải nói, vũ trụ tứ duy cũng có cường giả siêu cấp, những người này không hề sợ ngũ duy. Ví như vị trước mắt này, cũng ví như cô gái váy trắng, ví như Thanh Nhi. Nói chung, vũ trụ ngũ duy cũng không phải quá đỗi xa vời tầm tay. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn nhìn về phía tầng 8, muốn cô gái váy bố giết đối phương không? Đối phương không bao giờ có ý tốt, nhưng hắn lại không có cách gì. Mà bấy giờ, cô gái váy bố có thực lực giết chết đối phương. Giết không? Diệp Huyên im lặng. Lúc này, cô gái váy bố nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của gã, không bằng để ta diệt trừ tai họa này thay cho ngươi. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, không cần. Cô gái váy bố hơi kinh ngạc, tại sao? Diệp Huyên cười nói, có vị tiền bối ở tầng 8 này. Bản thân ta sẽ luôn luôn duy trì cảnh giác, không dám thư giãn phút giây nào. Cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc không? Diệp Huyên gật đầu, chắc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tầng 8, các hạ, ta với người không thù không oán, cũng không muốn gây thù với người, hiện tại các hạ có hai lựa chọn. Một là rời khỏi tháp này, hai là tiếp tục ở lại đây, nhưng tiền bối phải. Tầng 8 đột nhiên cười nói, ngươi cảm thấy nàng ta có thể giết ta thật. Diệp Huyên trầm mặc. Một chốc sau, Diệp Huyên nhìn về phía cô gái váy bố, giết. Nếu có thể thương lượng, hắn nhất định sẽ thương lượng, bởi vì hắn không muốn gây thù khắp nơi, ai cũng muốn có thêm cho mình một người bạn mà. Nhưng nếu không thể thương lượng, hắn nhất định sẽ không phí thời gian. Nghe Diệp Huyên nói thế, cô gái váy bố đột nhiên xòe tay phải ra, một khắc sau, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xông vào trong tầng 8. Mà đúng lúc này, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên bao phủ lấy khắp tầng 8. Nhận ra được luồng sức mạnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi,
nguồn sức mạnh này mạnh hơn Lý Trần Phong và Mục Thanh Phong kia rất nhiều lần. Thực lực của tầng 8 này quả thật khủng khiếp. Nhưng luồng sức mạnh này vừa bộc phát ra, lại im hơi lặng tiếng biến mất, như thế nó chưa từng xuất hiện vậy. Mà đúng lúc này, giọng nói của tầng 8 đột nhiên vang lên, người có thể vận dụng pháp tắc âm dương đến mực này. Cho dù là ngũ duy, cũng không có mấy người làm được như ngươi. Cực hạn. Cô gái váy bố vận dụng pháp tắc âm dương, có thể nói đã đạt đến cực hạn của vũ trụ tứ duy, cho dù là ngũ duy cũng không có mấy ai làm được như vậy. Đúng lúc này, tầng 8 đột nhiên nói chuyện đi. Nói chuyện. Gã biết, dù cô gái váy bố này không giết được gã, nhưng chắc chắn có thể khiến gã trọng thương. Quan trọng nhất là cô gái váy bố này không phải bản thể. Diệp Huyên này rốt cuộc tại sao lại có nhiều chỗ dựa đến vậy? Yêu ma quỷ quái đâu ra thế? Nhưng Diệp Huyên lại không nói gì, nói chuyện. Bây giờ có cô gái váy bố ở đây nên đối phương mới muốn nói chuyện, nhưng nếu không có cô gái váy bố, gã chắc chắn sẽ không thương lượng với hắn. Hắn không muốn giữ lại một nhân tố không yên phận ở đây. Cô gái váy bố vẫn không ngừng tay, lúc này đây, tầng 8 cuối cùng cũng thấy hoảng rồi. Nếu gã ở thời kỳ đỉnh cao, gã sẽ không quá sợ cô gái váy bố này, nhưng bây giờ gã đã bị tháp giới ngục trấn áp vô số năm, thực lực đã không còn như ngày xưa. Bây giờ gã khó lòng mà chống lại được cô gái váy bố này. Tầng 8 vội vàng nói, cứ phải muốn cá chết lưới rách à. Vừa dứt lời, từng luồng sức mạnh to lớn không ngừng rung động ra khỏi tầng 8, nguồn sức mạnh này không công kích cô gái váy bố, mà là đang chống đỡ lại nàng ta. Nhưng gã căn bản không chống đỡ được. Giọng tầng 8 lại vang lên, Diệp Huyên, người thật sự muốn tuyệt tình như thế. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, các hạ, nếu có cơ hội, người sẽ đối xử nhân từ với ta sao? Tầng 8 không thể so với đám người giản tự tại, gã chắc chắn sẽ không nói tình nghĩa gì với hắn. Hơn nữa cô gái váy bố vừa rồi cũng nói đối phương không có ý tốt, đây chắc chắn không phải nói linh tinh, nhất định tầng 8 này đang làm gì đó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn về phía cô gái váy bố, tiền bối, vì sao người bảo gã không có ý tốt? Cô gái váy bố đáp, ác niệm, ta có thể cảm nhận được, gã có ác niệm với ngươi, nhưng hình như gã đang kiêng kỵ điều gì đó nên chưa dám ra tay. Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu rõ. Tầng 8 này vẫn mong hắn chết quách đi, nhưng gã lại muốn mượn đao giết người. Nhất định là vừa rồi lúc hắn giao thủ với đám người Lý Trần Phong. Tầng 8 này đã muốn ra tay. Đáng tiếc là cô gái váy bố lại xuất hiện. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên xoay người rời đi. Tất nhiên hắn đã không còn gì muốn nói rồi. Mà lúc này, tầng 8 đột nhiên gào lên, Diệp Huyên, người sẽ trả giá rất đắt. Vừa dứt lời, tầng 8 đột nhiên vang lên một tiếng nổ đùng đoàng, một chốc sau, một tàn ảnh lập tức bay ra khỏi tầng 8. Trốn! Nhưng cô gái váy bố không hề cho gã cơ hội làm vậy. Nàng ta khẽ siết chặt tay lại, chốc lát, một luồng sức mạnh thần bí lập tức bao trùm lấy tầng 8. Mà lúc này, một luồng sức mạnh cường địa khác đột nhiên bộc phát ra từ trong tháp giới ngục. Diệp Huyên đột nhiên quát, chấn. Vừa dứt lời, một chữ tù đỏ như máu lập tức khóa ở trên đỉnh đầu tầng 8, nháy mắt sau, tầng 8 đã không tài nào động đậy được, cô gái váy bố đang định động thủ thì kiếm chấn hồn của Diệp Huyên đột nhiên bay ra ngoài. Hấp thu. Thanh kiếm cắm thẳng vào giữa lông mày tầng 8, gã cười gằn, một thanh kiếm giác tứ duy. Nói đến đây, sắc mặt gã bỗng thay đổi, sao có thể? Kiếm này! Giọng nói chợt im bặt, cùng lúc đó, linh hồn của gã đã bị kiếm chấn hồn nuốt chừng. Đến đây, tầng 8 đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, hắn không ngờ kiếm chấn hồn lại nhẹ nhàng hấp thụ được linh hồn tầng 8 như vậy. Lúc này, cô gái váy bố nhìn thanh kiếm kiếm chấn hồn, nàng ta nhíu mày lại, kiếm này. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái váy bố, sao thế? Cô gái váy bố trầm giọng nói, bên trong kiếm này của ngươi có. Đúng lúc này, kiếm chấn hồn khẽ rung lên, cô gái váy bố chợt im lặng. Diệp Huyên nhìn về phía kiếm chấn hồn, hắn vung tay phải lên, kiếm chấn hồn rơi vào trong tay hắn. Diệp Huyên quan sát chấn hồn một lát rồi nói, kiếm này làm sao? Cô gái váy bố nhẹ giọng đáp, kiếm này không tệ. Diệp Huyên. Cô gái váy bố liếc nhìn kiếm chấn hồn này mà không nói gì. Diệp Huyên cũng nhìn về phía kiếm chấn hồn,
hắn cảm thấy kiếm này có gì đó không đúng, theo lý mà nói, kiếm trấn hồn không thể dễ dàng cắt nuốt linh hồn tầng 8 như ăn cháo vậy được. Đúng lúc này, cô gái váy bố đột nhiên nói, đây là bảo vật ngũ duy. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái váy bố, tiền bối, người ở ngũ duy à? Ngũ duy. Cô gái váy bố lắc đầu. Diệp Huyên lại hỏi, lưỡng giới thiên. Diệp Huyên có hơi không rõ, không ở lưỡng giới thiên, vậy người ở đâu? Cô gái váy bố nhẹ giọng nói, sau này ngươi sẽ biết. Diệp Huyên không nói gì. Cô gái váy bố nhìn lướt quanh bốn phía, cuối cùng nàng ta ngẩng đầu lên. Tầng 9. Diệp Huyên hỏi, có thể giết tầng 9 không? Cô gái váy bố lắc đầu, thực lực người này, nếu không phải bản tôn ta đến, muốn giết hắn, khó. Diệp Huyên im lặng. Bản tôn cô gái váy bố không ở đây. Tầng 9 này quả là cường giả chân chính. Mà lúc này, cô gái váy bố đột nhiên lại nói, hắn cũng không phải người nguy hiểm nhất. Nghe thế, Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, là sao? Còn người khác nữa? Cô gái váy bố gật đầu. Diệp Huyên có hơi không rõ, nhưng tháp này chỉ có 9 tầng mà. Không đúng. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, cô gái váy trắng từng nói tháp này có 12 tầng. Nhưng nàng ấy chỉ nói lướt qua thôi. 12 tầng. Diệp Huyên cảm ứng thử, tháp này chỉ có 9 tầng mà. Như biết Diệp Huyên đang nghĩ gì, cô gái váy bố đột nhiên nói, tháp này quả thật chỉ có 9 tầng, thế nhưng... Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, tháp này là nàng ấy đưa cho ngươi. Nàng ấy... Diệp Huyên hỏi, cô gái váy trắng. Cô gái váy bố gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, là người ấy đưa cho ta. Hắn biết rõ, nếu không nhờ cô gái váy trắng, cái tháp rách này sẽ không theo hắn. Cô gái váy bố im lặng một lát rồi khẽ nói, nếu là nàng ấy đưa cho ngươi thì không sao rồi. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Cô gái váy bố nói, nàng ấy sẽ không để ngươi chết. Nếu nàng ấy không xử lý triệt để đối phương thì khẳng định là có ẩn ý khác, ngươi đừng quan tâm. Diệp Huyên không nói gì. Có thể không quan tâm sao? Ngày nào hắn cũng phải chiến đấu với biết bao nhiêu cường giả. Thật sự có hơi lo lắng đấy. Cô gái váy bố nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta im lặng một lát rồi nói, ngươi theo ta. Nói xong, cả người nàng ta đã biến mất không còn thấy đâu. Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục. Cô gái váy bố liếc nhìn những pho tượng trong đại điện, trong mắt nàng ta ánh lên tia phức tạp, một lát sau, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vã đi theo. Trên đường, Diệp Huyên hỏi, tiền bối, chúng ta đi đâu vậy? Cô gái váy bố nói, đến một chỗ tu luyện. Diệp Huyên hỏi, ta tu luyện sao? Cô gái váy bố đáp, đừng có nói thừa. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên lại nói, tiền bối. Bản tôn của những pho tượng trong điện kia đều rất mạnh à. Cô gái váy bố nói, mạnh hơn ngươi. Diệp Huyên. Lại một lát sau, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiền bối, người có mạnh bằng cô gái váy trắng không? Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên thay đổi, bởi vì cả người hắn đang nhanh chóng già nua. Diệp Huyên vội hét lên, tiền bối, ta sai rồi, miệng ta tiện, ta. Cô gái váy bố liếc nhìn Diệp Huyên, chẳng mấy chốc. Diệp Huyên đã trở lại bình thường. Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn chỉ biết cô gái váy bố mạnh mẽ, nhưng lại không có cảm giác sâu sắc gì mấy. Mà lúc này đây, khi cô gái váy bố ra tay, hắn mới cảm nhận được nàng ta khủng bố đến mức nào. Quá kinh khủng. Hắn chỉ có thể hình dung được như thế. Bởi vì trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình như sắp chết già đến nơi. Mà hắn lại không sao phản kháng được. Kiếm ý hay kiếm kỹ gì cũng thế, vào lúc ấy cũng thành vô dụng cả. Diệp Huyên lau mồ hôi lạnh, xem ra sau này phải bớt mồm bớt miệng lại mới được. Họa là từ miệng mà ra, ông bà nói cấm có sai. Cô gái váy bố tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyên do dự một lát rồi hỏi, tiền bối, pháp tắc này của người. Sao ta cứ cảm thấy không thể phá được nhỉ? Cô gái váy bố lắc đầu, không phải không thể phá được. Mà là kiếm của ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Nói xong, nàng ta hơi dừng lại rồi tiếp lời, thực lực không đủ. Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi tiếp, thực lực như nào mới đủ? Cô gái váy bố suy nghĩ một chút, đáp bằng với cô gái váy trắng. Diệp Huyên. Một lát sau,
Diệp Huyên lại hỏi, ta với cô gái váy trắng chênh lệch tầm bao nhiêu? Cô gái váy bố đắn đo một chốc rồi mới nói, không lớn lắm. Nghe thế, trong lòng Diệp Huyên vui như mở cờ, cô gái váy bố lại nói, người có thể đừng hỏi mấy câu như vậy nữa được không? Nói thật, ta không muốn đả kích ngươi, sợ tổn thương trái tim mong manh của ngươi lắm. Diệp Huyên. Một khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên luôn im lặng. Hắn biết mình và cô gái váy trắng cách nhau rất xa, rất xa. Diệp Huyên lắc đầu. Hắn cảm thấy cô gái váy trắng cứ như là thần vậy, thật sự không thể vượt qua. Lúc này, cô gái váy bố lại nói, người buộc phải thành lập một kiếm đạo thuộc về mình, hơn nữa còn phải chứng đạo được, là chân chính chứng đạo ấy. Chỉ như thế mới có thể đứng cạnh người kia, mà theo ta được biết, thế gian này chỉ có hai người làm được như thế. Diệp Huyên hỏi, chủ nhân hai thanh kiếm còn lại trên đỉnh tháp. Cô gái váy bố gật đầu, đúng. Diệp Huyên suy nghĩ một chút lại hỏi, từ trước đến nay ta đã từng gặp rất nhiều người, có vài người cũng mạnh mẽ như tiền bối vậy, mà bọn họ đều biết ta, tiền bối cũng biết ta nốt, nhưng ta lại không hề quen biết mọi người. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cô gái váy bố, tại sao? Đây là điều hắn luôn nghi hoặc ở tận đáy lòng, bởi vì từ trước đến nay, hắn phát hiện ra bản thân không hề đơn giản như mình nghĩ. Cô gái váy bố im lặng một lát rồi đáp, người khá đặc biệt, hơn nữa trên người ngươi có nhân quả rất lớn. Diệp Huyên hỏi, nhân quả lớn gì? Cô gái váy bố lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyên còn định nói gì đấy thì cô gái váy bố đã cắt lời, thế sự vô thường, vận mệnh cũng vô thường, tất cả cứ bình tĩnh tiếp nhận, đừng nghĩ nhiều quá, cứ đi cho vững con đường ngươi chọn đi. Diệp Huyên gật đầu, cảm thấy khá có lý, mà lúc này cô gái váy bố lại nói, dù sao ngươi cũng không có lựa chọn, nếu đã không lựa chọn được thì chịu đựng đi. Diệp Huyên. Cứ thế, Diệp Huyên chậm rãi theo cô gái váy bố đi về phía tinh không xa xăm. Còn đi đến đâu thì hắn không dám hỏi, sợ bị ăn đòn. Chấm chấm chấm. Kiếm Tông. Kiếm Tông ở kiếm giới, đây là một nơi rất đặc biệt, bởi vì theo một phương diện nào đó mà nói, nơi đây không thuộc về vũ trụ tứ duy. Vũ trụ tứ duy, tất nhiên, nó cũng không thuộc ngũ duy, có thể nói, nó ở giữa ranh giới cả hai. Nơi đây còn gần vũ trụ ngũ duy hơn là lưỡng giới thiên. Đây là nhờ vô số tiền bối kiếm tông cố gắng tạo ra. Mỗi đời cường giả kiếm tông đều không ngừng xông vào ngũ duy, mặc dù không ai thành công, nhưng kiếm giới lại ngày càng gần hơn với vũ trụ ngũ duy. Chấm chấm chấm. Phân thân Mục Thanh Phong đột nhiên xuất hiện trong kiếm giới, một khắc sau, một tiếng kiếm reo ngân vang ở nơi đây, chẳng mấy chốc, hơn 10 luồng kiếm quang từ các phương hướng khác nhau bắn nhanh đến kiếm giới. Ở trên một ngọn núi hưu quạnh trôi bồng bềnh, có một đại điện, đây là điện Kiếm Tông, mà trước cung điện này có dựng một pho tượng, là một người đàn ông mặc áo xanh, y nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng treo một nụ cười, trên vai y có một đứa nhóc lông trắng. Tổ sư Kiếm Tông. Còn tên của người đàn ông áo xanh thì dù là Kiếm Tông cũng không ai biết, bởi vì đã trôi qua quá lâu rồi. Còn về thực lực của y, càng là không có ai biết. Nói chung, kiếm tu Kiếm Tông bây giờ cũng rất nhạt nhòa với vị tổ sư này. Trong điện, Mục Thanh Phong ngồi lặng thinh, trước mặt ông ta có 12 người, họ đều là cường giả siêu cấp của Kiếm Tông. Mục Thanh Phong nhẹ giọng nói, Trần Phong chết rồi. Nghe thế, mọi người có mặt đều cả kinh. Mục Thanh Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại rồi nói tiếp, thù này phải báo. Phía dưới, một lão kiếm tu cũng gật đầu, phải báo. Mục Thanh Phong lại nói tiếp, mọi người, tạm thời gác lại chuyện đang làm, chờ mệnh lệnh của ta bất cứ lúc nào. Nói xong, ông ta đã biến mất. Trong điện, ai nấy đều im lặng. Sắc mặt mọi người đều mang theo tia nghiêm nghị. Bọn họ đều biết rõ thực lực của Lý Trần Phong, có người giết được Lý Trần Phong, vậy nghĩa là gì? Nghĩa là đối phương không hề đơn giản. Tất nhiên, Kiếm Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chẳng sợ ai. Sau khi Mục Thanh Phong rời đi, ông ta đến sau núi, ở đấy có một gian nhà đá nhỏ, kích thước không lớn, trông có hơi đơn sơ. Mục Thanh Phong bước vào nhà đá, một lát sau, ông ta chậm rãi quỳ xuống. Một hồi sau, có một giọng nói truyền đến từ trong gian nhà đá, còn nhớ năm đó câu đầu tiên ta nói với sư huynh đệ ngươi là gì không? Mục Thanh Phong gật đầu, sư phụ nói,
thế gian này, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Bên trong nhà đá lại có giọng đáp lời, các ngươi nghe lọt không? Mục Thanh Phong trầm mặc. Đối phương lại thở dài, con người ấy à, sợ nhất là tự mãn, một khi đã tự mãn thì sẽ kiêu căng, một khi đã kiêu căng thì rất dễ lạc mất bản thân. Nói xong, nhà đá bỗng mở cửa, một ông lão đi ra. Ông lão mặc một bộ trường y màu đen, tóc bạc phơ, trong tay lão có cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ. Thấy ông lão, vẻ mặt Mục Thanh Phong hơi kích động, sư tôn, người đã đạt đến phàm kiếm rồi sao? Phàm kiếm. Trong mắt lóe ra ông lão ánh lên tia mê mang, nói thì dễ. Mục Thanh Phong khẽ nhíu mày, nhưng con cảm thấy sư tôn đã. Ông lão lắc đầu, còn chưa đến ngưỡng nhập môn nữa là. Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, đối phương nhẹ nhàng lão hóa rồi xóa sổ nó. Mục Thanh Phong gật đầu. Ông lão khẽ gật đầu, ta đi xem thử. Vừa dứt lời, lão đã hóa thành một luồng kiếm quang biến mất nơi chân trời. Mục Thanh Phong đứng tại chỗ yên lặng. Vừa rồi lão chưa từng gọi tên ông ta, hiển nhiên là đã giận thật rồi. Tất nhiên thân làm sư huynh, Lý Trần Phong chết ông ta cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu không phải do ông ta bất cẩn, để bản tôn đến thì hoàn toàn có cơ hội cứu được Lý Trần Phong, dù sao cô gái váy bố kia cũng không phải là bản tôn. Mà ông ta lại sơ ý cho một phân thân đến, khiến bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Trần Phong bị giết. Một lát sau, Mục Thanh Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Lưỡng giới thiên. Chuyện Lý Trần Phong chết, lưỡng giới thiên cũng đã biết. Một nơi nào đó trên Vân Đoan, Trần Thời Nhất bước nhanh đến trước mặt Trần Các Lão, ông ta có hơi hưng phấn, người sau lưng Diệp Huyên ra tay rồi. Trần Các Lão khẽ gật đầu, ta đã biết. Trần Thời Nhất trầm giọng nói, lần này Kiếm Tông chịu thiệt lớn rồi. Trần Các Lão nhẹ giọng nói, người không nghĩ đến người phía sau Diệp Huyên à. Đây là người có thể giết cả Lý Trần Phong đấy. Trần Thời Nhất im lặng. Cường giả như Lý Trần Phong, nếu không phải có thực lực nghiền ép hoàn toàn thì khó lòng giết chết được. Mà người sau lưng Diệp Huyên lại giết được Lý Trần Phong, hiển nhiên là có thực lực hoàn toàn vượt bậc ông ta. Diệp Huyên. Trần Thời Nhất nhẹ giọng nói, cũng may là lúc trước chúng ta chọn kết bạn với hắn, nếu không phía chịu thua thiệt e là chúng ta. Trần Các Lão gật đầu, tiếp tục tìm kiếm Diệp Huyên, còn nữa, lúc nào cũng phải theo dõi động thái của Kiếm Tông. Trần Thời Nhất gật đầu, sau đó xoay người thối lui. Trần Các Lão đứng tại chỗ khẽ thở dài, vũ trụ tứ duy này e là sắp dậy sóng rồi. Bây giờ Kiếm Tông và Lưỡng Giới Thiên có thể nói là hai nơi tụ tập nhiều cường giả nhất vũ trụ tứ duy, tất nhiên còn có một sinh mệnh cấm khu nữa, nhưng chỗ đó lại giống Kiếm Tông lúc trước vậy, cơ bản không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, rất là thần bí. Một lát sau, Trần Các Lão xoay người rời đi, lão cũng phải chuẩn bị một chút. Bởi vì lão biết, Kiếm Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chấm chấm chấm. Ở điểm cuối của một tinh không xa xôi. Cô gái váy bố dẫn Diệp Huyên đi thẳng một đường đến đây, mà bây giờ Diệp Huyên đã không còn biết đây là tinh vực nào nữa. Lúc này, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, tiền bối, ta có thể học tập pháp tắc của người không? Cô gái váy bố lắc đầu, luyện cho tốt kiếm của ngươi đi, nếu ngươi luyện thành, sẽ không kém hơn ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn cô gái váy bố, chúng ta đi đâu vậy? Cô gái váy bố nhẹ giọng nói, một chỗ ở cũ của cố nhân, dẫn người đến thử vận. Cố nhân? Diệp Huyên hỏi, mạnh lắm sao? Cô gái váy bố gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, cô gái váy bố đột nhiên dừng lại, nàng ta hơi nghiêng đầu, Diệp Huyên cũng nhìn theo, nơi đó trống không, chẳng thấy được gì. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Cô gái váy bố lạnh nhạt đáp, có người theo. Có người. Diệp Huyên cau mày lại, chẳng mấy chốc, sắc mặt hắn đã sạm lại, Kiếm Tông. Cô gái váy bố gật đầu, là một tên kiếm tu. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, không nói gì. Cô gái váy bố cũng không nói gì, nàng ta tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyên đi theo. Cô gái váy bố bỗng nói, ngày sau nếu gặp lại nàng ấy thì nhớ khuyên can, bảo nàng ấy thêm chút thiện ý với thế giới này. Thiện ý? Diệp Huyên do dự một chốc rồi hỏi, trước đây nàng ấy đã làm gì không tốt sao?
Cô gái váy bố nhìn về phía Diệp Huyên, đâu chỉ là không tốt, khi trước, trong mắt nàng ấy, chúng sinh chỉ là run rế. Nói đến đây, trong đầu nàng ta hiện lên một hình ảnh. Cô gái kia đứng trên vân đoan, nhìn xuống chúng sinh ở phía dưới. Diệt đạo. Đó là cảnh giới nữ nhân kia phát minh ra, và nàng ấy cũng là người đầu tiên đạt đến cảnh giới này. Diệt chúng sinh, hoàn thành đạo, cũng chính là diệt đạo. Mà cảnh giới này có thể nói là cảnh giới chỉ riêng nàng ấy có. Đây là một cảnh giới ngoài mức tu luyện. Người người đều tu đạo, nhưng nàng ấy khi đó không thế, nàng ấy vượt khỏi đạo, rồi diệt đạo. Diệt đạo. Đó không chỉ là cảnh giới mà còn là một loại thái độ đối với vũ trụ này và chúng sinh. Nàng ta biết, sau cô gái váy trắng này, chưa từng có ai đạt đến diệt đạo cảnh, ngay cả hai vị kiếm tu tuyệt thế khác cũng không đạt tới. Tất nhiên điều này không có nghĩa cảnh giới của hai vị kiếm tu kia thấp hơn cô gái váy trắng, mà có nghĩa diệt đạo cảnh là cảnh giới riêng của nàng ấy. Cũng không có nghĩa người khác không thể đạt đến diệt đạo cảnh, chỉ cần có thực lực như cô gái váy trắng và sự ngang ngược, năng lực coi thường mọi thứ của nàng ấy, họ cũng có thể đạt đến cảnh giới này. Có ai có thể có thực lực như cô gái váy trắng? Có. Vẫn có hai vị kiếm tu có. Nhưng kiếm đạo của họ lại khác hoàn toàn với kiếm đạo của cô gái váy trắng. Đặc biệt là người đàn ông áo xanh, có thể nói kiếm đạo của y trái ngược với kiếm đạo của cô gái váy trắng. Kiếm của người đàn ông áo xanh có rất nhiều ràng buộc, chính những ràng buộc này đã tạo nên kiếm đạo của y. Kiếm đạo của vị kiếm tu còn lại là kiếm đạo cô độc, chém mọi nhân quả, kiếm là duy nhất, kiếm là tối cao. Kiếm của vị kiếm tu này là thuần túy nhất. Còn kiếm của cô gái váy trắng, trong vô tình để lộ hữu tình, nhưng tình của nàng ấy chỉ dành cho một người. Ngoại trừ người này, nàng ấy không vô tình mà là tuyệt tình. Thế gian này sẽ không có cô gái váy trắng thứ hai. Cô gái váy bố không nói gì thêm, mặc dù nàng ta từng là kẻ địch của cô gái váy trắng, nhưng không thể không thừa nhận đây là một người mạnh tới mức khiến người ta phải tuyệt vọng. Cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt hơi phức tạp. Nếu người này chết, nàng ta khó có thể tưởng tượng được nữ nhân kia sẽ làm ra chuyện gì. Không chỉ nữ nhân đó mà còn một người khác nữa, người nọ ngày thường hí ha hí hửng, trông có vẻ vô hại, nhưng một khi thực sự nổi giận, mức độ điên cuồng không hề thua cô gái váy trắng. Nghĩ tới đây, cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên, thật ra ngươi cũng may mắn đấy. May mắn? Diệp Huyên hơi khó hiểu, tiền bối có ý gì? Cô gái váy bố trả lời, bởi vì có rất nhiều người quan tâm ngươi. Diệp Huyên im lặng. Rất nhiều người. Có lẽ trước đây hắn không tin, nhưng bây giờ hắn đã tin được phần nào. Bởi vì suốt chặng đường đi, hắn đã gặp rất nhiều quý nhân. Thật ra chính hắn cũng tò mò về kiếp trước của mình. Rốt cuộc kiếp trước hắn là ai? Lúc này, cô gái váy bố đột nhiên nói, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, sâu trong tinh không có thể nhìn thấy loáng thoáng một ngôi nhà trúc nhỏ. Nhà trúc? Diệp Huyên đang định hỏi thì cô gái váy bố lên tiếng, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái váy bố dẫn Diệp Huyên đi đến trước ngôi nhà trúc, trước nhà có một cái đình nhỏ. Bên trong đặt một cái bàn và hai băng ghế đá, trên bàn còn giang dở một ván cờ. Cô gái váy bố bước tới trước nhà trúc, nàng ta đẩy nhẹ cửa ra rồi đi vào, bên cạnh nàng ta là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng nhìn vào bức tường trước mặt, trên đó treo một bức tranh chân dung của một cô gái. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì cô gái váy bố bảo, dập đầu một cái đi. Diệp Huyên ngẩn ra. Cô gái váy bố lại bảo, dập đầu đi. Diệp Huyên do dự, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Lúc này, cô gái váy bố nhẹ giọng nói, nàng nhận nổi cái quỳ này của ngươi, ngươi cũng nên quỳ, có hiểu không? Diệp Huyên hỏi, tiền bối, nàng là? Cô gái váy bố đáp, có quan hệ với ngươi? Có quan hệ với hắn? Diệp Huyên nhíu mày, quan hệ gì cơ? Cô gái váy bố không trả lời. Diệp Huyên đang định hỏi. Lúc này cô gái váy bố bước lại gần giường trúc bên cạnh, nàng ta phất tay lên, ngay sau đó có một chiếc hộp màu đen bay ra từ dưới gầm giường. Cô gái váy bố mỉm cười, thật sự có. Diệp Huyên hỏi, gì thế? Cô gái váy bố đưa chiếc hộp cho Diệp Huyên, cho ngươi. Diệp Huyên nhìn cô gái váy bố, hắn chần chừ, sau đó nhận lấy chiếc hộp, đây là gì vậy?
Cô gái váy bố đáp, hắn để lại cho ngươi đấy. Diệp Huyên hỏi, ai? Cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên, hỏi ít lại, làm nhiều vào. Diệp Huyên, cô gái váy bố đi ra ngoài nhà trúc, nửa tháng, phân thân của ta có thể duy trì nửa tháng nữa. Nửa tháng sau, ta sẽ biến mất, nên ngươi chỉ có thời gian nửa tháng. Nói xong, nàng ta đã ra khỏi nhà trúc. Trong nhà, sau một lúc im lặng, Diệp Huyên mở hộp, một luồng kiếm quang lập tức bao trùm lấy hắn. Tiếp đó, thân thể Diệp Huyên cứng đờ ngay tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyên xuất hiện trên một ngọn núi, trước mặt hắn không xa là người đàn ông áo xanh đang đứng, bên cạnh y có một cô bé đang ăn kẹo hồ lô. Vừa nhìn thấy cô bé này, Diệp Huyên lập tức sững sờ. Đương nhiên hắn biết cô bé này biết ăn người đấy. Trên vai người đàn ông áo xanh có một đứa nhóc lông xù màu trắng, nó đeo một thứ có hình thù kỳ lạ trên đầu như đang nghe gì đó. Diệp Huyên ngây người. Hắn không ngờ mình lại gặp được người đàn ông áo xanh ở đây. Đây chính là chủ nhân của một trong số các thanh kiếm trên đỉnh tháp. Hơn nữa cũng không ngờ lại gặp được cô bé này và nhóc màu trắng kia. Trong ấn tượng của hắn, cô bé và nhóc màu trắng này vô cùng đáng sợ, đặc biệt là cô bé thực sự biết ăn người. Giết người, hắn không sợ, nhưng nếu là ăn người thì hắn không làm được. Lúc này, cô bé kia đột nhiên nhìn Diệp Huyên rồi chớp mắt, có kẹo hồ lô không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, có. Nói xong, hắn ngửa tay phải lên, một đống kẹo hồ lô xuất hiện trong tay hắn. Vừa thấy vậy, mắt cô bé sáng rực lên, cô bé phất tay phải, kẹo hồ lô trong tay Diệp Huyên bay thẳng vào tay bé. Cô bé đưa một nửa cho nhóc trên vai người đàn ông áo xanh, nó nháy mắt nhìn, sau đó nhận lấy kẹo hồ lô rồi nhìn Diệp Huyên cười. Diệp Huyên cũng cười theo, không thể không nói con vật này thật đáng yêu. Lúc này, người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, y quan sát hắn rồi khẽ gật đầu tạm được. Diệp Huyên đang định tiếp lời thì y cười bảo, không có nhiều thời gian, vậy nên đừng hỏi những vấn đề lung tung kia. Y vung nhẹ tay phải lên, một quyển sách cổ bay ra từ trên người Diệp Huyên. Kiếm vực. Quyển sách cổ này chính là quyển kiếm vực hắn mang đi từ thần điện. Nhìn quyển kiếm vực, người đàn ông áo xanh mỉm cười, không ngờ nó lại rơi vào tay cậu. Diệp Huyên hỏi, tiền bối biết quyển kiếm vực này sao? Y cười, biết một chút. Diệp Huyên đang định nói tiếp, y đã lên tiếng trước, kích phát huyết mạch của cậu. Kích phát huyết mạch của hắn. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó vội vàng lắc đầu, không không, việc này quá nguy hiểm. Điều hắn sợ nhất bây giờ là kích phát huyết mạch của mình. Thật sự không khống chế được. Người đàn ông áo xanh cười khẽ, không sao đâu, tin ta. Diệp Huyên do dự, sau đó gật đầu, hắn siết chặt hai tay, trong nháy mắt, một luồng huyết quang tỏa ra từ cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Diệp Huyên lập tức biến thành một huyết nhân. Nhìn thấy Diệp Huyên, cô bé bên cạnh người đàn ông áo xanh chớp mắt rồi nhìn y. Y mỉm cười, dùng tay phải đè nhẹ, luồng huyết quang kia lập tức quay trở lại trong cơ thể Diệp Huyên. Tuy quanh người hắn còn phát ra hơi thở bạo ngược, nhưng hắn rất tỉnh táo. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, y bảo ta giúp cậu tăng lên thêm lần nữa. Nói xong, y gập ngón tay, một giọt máu bay ra từ đầu ngón tay y, sau đó chui thẳng vào giữa lông mày Diệp Huyên. Sau giây lát, Diệp Huyên trợn to hai mắt, hai cột máu bắn ra từ trong mắt hắn, không gian ở những nơi nó đi qua đều bị xé rách, trông cực kỳ đáng sợ. Không chỉ vậy, hơi thở trong cơ thể hắn còn tăng vọt điên cuồng như núi lửa phun trào, vô cùng khủng khiếp. Lúc này, thân thể Diệp Huyên bắt đầu run rẩy điên cuồng, nhưng lý trí của hắn vẫn tỉnh táo. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, đây là... Người đàn ông áo xanh nói, tập trung hấp thu, sau đó biến chúng thành thứ bản thân sử dụng. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, vội vàng làm theo. Hấp thu giọt máu kia. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại, giờ phút này hắn cảm thấy trong cơ thể có một năng lượng cực kỳ mạnh, chính là giọt máu kia, năng lượng thật tinh khiết. Diệp Huyên bắt đầu hấp thu điên cuồng như nhặt được chí bảo. Nhóc trên vai người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, sau đó nó quơ nhanh móng vuốt như đang nói gì đó. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười, không trả lời nó. Nó chớp mắt, sau đó nhìn sang nhị nha nhún vai, không hiểu. Con vật màu trắng chớp mắt,
sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt nó có chút tò mò. Lúc này hơi thở quanh người Diệp Huyên ngày càng mạnh, mạch máu toàn thân hắn nhô lên như những con rắn nhỏ ngoe nguẩy, nhìn cực kỳ đáng sợ. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này Diệp Huyên khá phấn khích, bởi vì hắn phát hiện sau khi hấp thu máu của người đàn ông áo xanh, hắn cảm thấy máu mình như đang sôi trào. Chấm chấm chấm. Bên ngoài nhà Trúc, cô gái váy bố bước chậm vào tinh không, trước mặt nàng ta không xa là một ông lão. Ông lão áo đen đến từ Kiếm Tông. Ông lão nhìn cô gái váy bố, không nói lời nào. Nàng ta nhìn ông lão, ông đi theo ta suốt chặng đường, tại sao không ra tay? Ông lão nhìn cô gái váy bố, lão phu biết hầu như tất cả cao thủ hàng đầu của vũ trụ tứ duy, nhưng chưa gặp cô bao giờ. Cô gái váy bố nhìn ông lão, những người ông biết đều là cao thủ của thời đại này, còn ta thì không thuộc về thời đại này. Không thuộc về thời đại này. Nghe vậy, trong mắt ông lão co rụt cô. Lúc này, ông ta đã hiểu. Cô gái trước mặt hoàn toàn không phải người của thời đại này, nói cách khác, người ta còn ở trước mặt ông ta. Ông ta đã được coi là rất già ở vũ trụ tứ duy này. Nhưng cô gái váy bố này còn trước ông ta, điều này có nghĩa gì? Ông lão nhìn cô gái váy bố đầy sâu xa, rốt cuộc các cô là người phương nào? Cô gái váy bố hơi suy tư, sau đó nói, bỏ qua cho hắn, có được không? Ông lão nhìn chằm chằm vào nàng ta, không được. Không được. Nghe ông lão nói vậy, cô gái váy bố khẽ gật đầu, nàng ta không nói gì thêm và cũng không ra tay. Con đường của Diệp Huyên cuối cùng vẫn phải yêu cầu bản thân hắn tự đi. Ông lão cũng không ra tay, bởi vì lão nhìn ra được cô gái váy bố không phải bản thể, nếu không phải bản thể thì có thể ở lại thế giới này lâu được sao? Bây giờ lão chỉ cần chờ đợi, đợi cho cô gái váy bố này biến mất là được. Đương nhiên, sở dĩ chọn thế là vì lão không có chút lòng tin có thể chiến thắng cô gái váy bố. Ông lão nhìn cô gái váy bố, sau đó lặng lẽ biến mất tại chỗ. Cô gái váy bố xoay người lại nhìn ngôi nhà trúc ở phía xa, mắt gợn sóng từng cơn, quá khứ dần dần gợi nhắc lại trong lòng. Chấm chấm chấm. Lúc này Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng hấp thu giọt máu kia, hắn phát hiện nó đang phối hợp với hắn, chủ động dung hòa vào máu của hắn. Điều này giúp hắn giảm bớt rất nhiều việc. Cách đó không xa, nhóc trên vai người đàn ông áo xanh tò mò nhìn Diệp Huyên rồi lại nhìn sang y, trong mắt đầy tò mò. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, vật nhỏ, đang nghĩ gì thế? Nhóc màu trắng chớp mắt, nhếch miệng cười, sau đó đưa kẹo hồ lô nó đã ăn lại gần miệng người đàn ông áo xanh. Y cắn nhẹ một miếng, sau đó cười bảo, ngon lắm. Vật nhỏ cọ vào đầu người đàn ông áo xanh một cách rất thân mật. Cô bé đứng bên cạnh liếm kẹo hồ lô, chân phải dẫm nhẹ xuống đất, miệng ngâm nga nhịp điệu kỳ lạ không biết tên, trông có vẻ rất hài lòng. Như nghĩ tới gì đó, cô bé đột nhiên hỏi ca, khi nào chúng ta đến nhà Liêm Xương Tỷ chơi thế ạ? Nhà Liêm Xương Tỷ. Nghe cô bé hỏi, nhóc màu trắng vội vàng nhìn người đàn ông áo xanh, trong mắt đầy chờ mong. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, làm xong rồi đi, có được không? Cô bé gật đầu, vâng ạ. Nói tới đây, cô bé tạm dừng, sau đó lại nói ca, người của quê Liêm Xương Tỷ. Người đàn ông áo xanh cười hỏi, sao đấy? Cô bé nói tiếp, muội vay ngân hàng gì đó của họ một số tiền, nói là sẽ trả trong vòng 10 năm, muội tính thử thì thấy sắp đến hạn rồi. Người đàn ông áo xanh cười, muội muốn về trả tiền à? Cô bé nghiêng đầu nhìn y với vẻ mặt đầy khó hiểu, tại sao phải trả? Muội vay chứ đâu phải cướp, nếu vay phải trả thì vay còn ý nghĩa gì nữa? Người đàn ông áo xanh. Cô bé lại nói, còn cho vay nặng lãi gì kia nữa, muội chưa tìm họ, họ đã tự đến tìm muội, hỏi muội có thiếu tiền không, muội nói thiếu, xong họ cho muội vay tiền, sau đó họ tới đòi muội trả. Nói đến đây, cô bé hơi tức giận, những người này thật xấu. Họ cho muội vay 30 ngàn, cuối cùng đòi muội trả 500 ngàn. Muội hỏi tại sao, họ nói là tiền lãi, muội hỏi họ tiền lãi là gì, họ nói vay tiền phải trả lãi. Sau đó cô bé nhìn người đàn ông áo xanh, vay tiền đều phải trả lãi ạ. Người đàn ông áo xanh suy nghĩ, sau đó đáp, muội có muốn trả tiền không? Cô bé chớp mắt, ở thế giới của họ, vay tiền không trả sẽ bị pháp luật trừng phạt.
hơn nữa còn bị lên án về mặt đạo đức và bị người khác xem thường. Người đàn ông áo xanh hỏi, vậy muội không trả? Cô bé mặt không cảm xúc, muội đâu phải người của thế giới đó, và lại trên lý thuyết, muội cũng không được tính là con người. Muội tìm hiểu rồi, luật pháp và đạo đức của họ chỉ dành cho con người, không dành cho những sinh vật khác. Người đàn ông áo xanh. Cô bé lại nói, muội còn tìm hiểu ở chỗ họ có một số sinh vật có rất nhiều đặc quyền, quý hơn người nữa cơ. Chẳng hạn như gấu trúc gì đó, huyết mạch của nó thấp hơn muội không biết bao nhiêu lần mà địa vị của nó ở quê Liêm Xương Tỷ cực kỳ cao, nên muội nghĩ, với mức độ quý hiếm về địa vị và huyết mạch của muội, địa vị của muội ở quê tỷ ấy nên là siêu cấp AAA, vì thế chắc là muội có thể vay tiền không trả. Lúc này, nhóc màu trắng vội vàng chỉ vào mình. Cô bé nhanh chóng gật đầu, đồng ý, còn tiểu bạch nữa, huynh biết không? Ở quê Liêm Xương Tỷ, không khí ở đó rất tệ, ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, và lại đồ ăn của họ không được sạch sẽ lắm. Tóm lại, muội cảm thấy họ rất ngoan cường, hít không khí độc hại, ăn đồ ăn có hại mà vẫn có thể sống sót. Thật là khó khăn. Nói xong, cô bé nhìn tiểu bạch, sau khi đến đó, tiểu bạch còn tạo cho họ rất nhiều linh khí. Bây giờ chỗ họ tốt hơn nhiều rồi. Công lao của tiểu bạch rất lớn, chắc nó cũng có thể vay tiền không trả. Nhóc màu trắng vội vàng gật đầu, sau đó giơ hai móng vuốt lên, tỏ vẻ tán thành cô bé. Người đàn ông áo xanh hỏi, tại sao muội vay tiền không trả? Cô bé nhún vai, muội dùng hết rồi. Y hỏi, dùng cho việc gì? Cô bé trả lời, xe bốn bánh, đá phát sáng, nhà to, còn máy gì đó. Thứ bay được trên trời đấy ạ. Nói tới đây, cô bé hơi phấn khích, sau đó nhìn người đàn ông áo xanh ca, cái muội mua là máy bay chiến đấu, loại biết đánh nhau ấy, lợi hại lắm. Người đàn ông áo xanh nhíu mày, đáng lý những thứ này phải rất đắt nhỉ. Nghe y nói, cô bé vội vàng gật đầu, hơi đau lòng, rất đắt, vô cùng đắt. Người đàn ông hơi khó hiểu, vậy sao họ đồng ý cho muội vay nhiều tiền như vậy? Cô bé chớp mắt, họ đánh không lại muội. Dám không cho muội vay à? Người đàn ông áo xanh. Cô bé lại nói ca, bọn cho vay nặng lãi cho muội vay tiền muội nói với huynh lúc nãy, sau khi họ cho muội vay 30 ngàn, cuối cùng nói muội nợ họ 500 ngàn, sau đó còn muốn nói cho An tỷ với Liêm Xương tỷ biết, điều này làm muội tức giận, nên muội đập nát luôn trụ sở chính của họ. Người đàn ông áo xanh trầm giọng, có làm mình bị thương không? Cô bé lắc đầu, không ạ, sau khi muội đánh họ, họ bắt đầu nói đạo lý với muội, sau đó bảo muội trả 30 ngàn là được. Y hỏi, sau đó thì sao? Cô bé đáp, muội lại vay 3 triệu. Người đàn ông áo xanh. Lúc này, vật nhỏ đột nhiên chỉ vào mình, nhị nha nhìn nó, sau đó nói, không chỉ có muội vay, tiểu bạch cũng vay 3 triệu. Nhưng tiểu bạch không nỡ nên để lại cho họ một sâu kẹo hồ lô, hơi lỗ một tí. Cô bé lắc đầu. Khẽ thở dài, thật ra muội rất nhớ chỗ của Liêm Xương tỷ, ở chỗ họ vui lắm, hơn nữa còn có thể vay tiền người khác, kiểu tiêu không hết đấy ạ. Nhưng ở chỗ chúng ta, mọi người đều không cho muội vay tiền. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười, đang định nói thì lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa mở bừng mắt, mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên đứng lên, hai tay hắn siết chặt lại. Không gian trong phạm vi mười mấy vạn trượng rách toạc ra. Lực lượng của huyết mạch. Diệp Huyên tham lam hít một hơi thật sâu, lực lượng này thực sự khiến người ta say mê. Đây là lực lượng mà huyết mạch mang lại cho hắn. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, tiền bối, đa tạ. Có thể nói, giọt máu của người đàn ông này đã mang lại cho hắn sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Y mỉm cười, hãy nhớ. Huyết mạch của cậu có một tính chất đặc biệt, đó là càng mất lý trí thì uy lực càng lớn, vì vậy đừng tìm cách khống chế nó sẽ không làm cậu tổn thương. Nhưng nếu cậu có thể điều động sức mạnh của nó, đây là điều cậu cần chứ không phải khống chế nó. Đương nhiên, nếu không phải tình huống đặc biệt nguy hiểm hay không có lối thoát, đừng tùy tiện thôi động huyết mạch này. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Trước khi cắn nuốt giọt máu của người đàn ông áo xanh, hắn đã không khống chế nỗi lực lượng của huyết mạch này, nhưng bây giờ, sau khi cắn nuốt máu của y, có thể nói huyết mạch của hắn đã có biến đổi về chất. Hắn cũng không biết rốt cuộc nó mạnh đến mức nào, nói chung hắn tin rằng nếu bây giờ thôi động huyết mạch,
hắn hoàn toàn có thể giết được cao thủ cấp bậc như Lý Trần Phong. Có thể nói huyết mạch là con át chủ bài mạnh nhất của hắn bây giờ. Nó còn mạnh hơn cả lục đạo chân ngôn của tháp giới ngục. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, cần thêm chút thời gian để trao đổi với cậu về kiếm đạo, hoặc nói là trao đổi về kiếm vực. Kiếm vực. Diệp Huyên bước tới trước mặt y, trầm giọng hỏi, tiền bối, rốt cuộc kiếm vực là gì? Y cười đáp, kiếm vực tức là lấy kiếm làm vực, tạo thành lĩnh vực của mình. Trong lĩnh vực của mình, ở một mức độ nào đó tương đương với vô địch. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên hơi rung động, mạnh đến thế sao? Người đàn ông áo xanh nói, không đơn giản như vậy. Nếu muốn lấy kiếm làm vực thì cần phải lĩnh ngộ. Y xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay của y, ngay sau đó có một sức mạnh bí ẩn xuất hiện. Kiếm vực. Diệp Huyên lập tức biến sắc. Lúc này, hắn cảm thấy mình đang được một sức mạnh bí ẩn bao phủ. Khi nó bao phủ lấy, hắn cảm thấy người đàn ông áo xanh như một vị thần, không thể thắng được. Người đàn ông áo xanh cười nói, đây chính là vực, lấy kiếm làm vực. Để làm được điều đó, cậu có thể sử dụng kiếm ý của mình nhiều hơn. Kiếm ý của cậu khá đặc biệt, nếu thành vực sẽ là một loại vực mới, ta khá là mong chờ đấy. Diệp Huyên trầm giọng, ta cũng có thể lấy kiếm làm vực sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu, đương nhiên có thể. Diệp Huyên nhìn y, do dự một lát rồi hỏi, tiền bối, bây giờ người không phải bản thể đúng không? Y cười, không phải bản thể, chúng ta cách cậu rất xa. Diệp Huyên hỏi, ngũ duy phải không? Y lắc đầu cười, cũng không phải ở ngũ duy, giờ cậu đừng nghĩ nhiều, tập trung tu luyện là việc cậu cần làm bây giờ. Bởi vì tương lai cậu phải đối mặt với rất nhiều chuyện, không có thực lực thì không thể làm được. Diệp Huyên gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, trầm tư suy nghĩ. Lấy kiếm làm vực. Kiếm vực là gì? Diệp Huyên không hiểu lắm. Nhưng hắn cảm nhận được kiếm vực của người đàn ông áo xanh, kiếm vực này đã mở ra cho hắn một cánh cửa mới. Lấy kiếm làm vực. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, tiền bối. Ta không biết nên lĩnh ngộ bằng cách nào. Y cười, không biết là bình thường, cậu đừng nhờ ta dạy cho cậu, chỉ khi cậu tự lĩnh ngộ mới là của cậu. Cố gắng lĩnh ngộ, tin tưởng bản thân. Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông áo xanh lại nói, sống trên đời có người giúp mình là tốt nhất, nhưng cậu đừng hòng chuyện gì cũng nhờ người khác giúp đỡ. Con người không nên có suy nghĩ ỷ lại này nhất, bởi vì nhiều lúc cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Nam nhân thì nên cố gắng trở nên mạnh hơn, trở thành chỗ dựa của người khác chứ không phải chờ người khác trở thành chỗ dựa của mình, hiểu chưa? Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Y cười, cố gắng lĩnh ngộ đi, thời gian của cậu không còn nhiều nữa, đừng lãng phí. Nói xong, y dẫn cô bé và nhóc màu trắng rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.